Vâng, xin chào mọi người ạ. Xin chào các anh chị em đang và có lẽ là chuẩn bị làm chủ quán. Mọi người có nghe Hùng rõ ạ? Ok. Thì hôm nay cùng tập thể Decos Hà Nội cùng với anh Phương tại Kia Cà Phê và Decos Sài Gòn rất là chào mừng mọi người tới một cái buổi webinar nói về chủ quán và cũng như là các cái vấn đề nổi cộm mà chủ quán thường hay quan tâm. Thì Hùng xin phép được nói sơ một chút về bản thân của Hùng. Hùng hiện đang là chuyên viên cà phê tại công ty Decos tại công ty Decos Hà Nội, và Hùng đã làm việc ở trong cái ngành ẩm thực. Thực ra thì Hùng chủ yếu là Hùng làm trong ngành ẩm thực được hơn 10 năm. Thì cũng như rất là nhiều các anh chị, khi mà mình đã từng quản lý các cái nhà hàng hoặc là cái quán, các cái mô hình kinh doanh MV, Hùng cũng gặp những cái vấn đề nó rất là nhức đầu và đôi khi là mình phân vân, mình không biết lý do tại sao mà nó xảy ra. Đấy. Thì hôm nay Hùng cũng xin phép mà cái này là chia sẻ kinh nghiệm thực tế của Hùng trải qua cái thời gian Hùng làm việc. Hy vọng là có thể giúp được mọi người cũng vậy, giải đáp thắc mắc hoặc là ít nhiều cũng có thể giúp mọi người hiểu được cái mô hình của mình nó đang gặp vấn đề gì. Và bên cạnh đó thì có sự hiện diện của anh Phương từ Decos Sài Gòn. Anh Phương cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái ngành, đặc biệt là ngành kinh doanh cà phê, thì anh Phương cũng sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm nó hết sức là quý báu cũng như là nó mang tính thực tiễn cho tất cả những anh chị em quan tâm. Anh Phương có gửi lời gì đến toàn thể mọi người không ạ? À, xin chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay thì Phương ở đây cùng với Hùng để chia sẻ với mọi người những cái trải nghiệm mà mình đã có, hy vọng là sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái chặng đường sắp tới của mọi người làm quán, hoặc là nếu mà mọi người đang có quán mà có những cái khúc mắc thì hy vọng là hôm nay mình cùng với nhau có thể gỡ ra được một ít gì đó để nó đem lại cái lợi ích thực tế cho mọi người trong cái việc vận hành nhé. Rồi thì hiện giờ thì cũng 10 giờ rồi, mọi người cũng gọi là đến kha khá, đã tham dự kha khá rồi, thì mình cũng xin phép là thôi thì chúng ta vào vào chủ đề của mình luôn. Thì trước tiên thì cũng xin phép cái này là mình sẽ chia sẻ những cái vấn đề thực tế mà chúng ta hay gặp, cũng như là từ cái kinh nghiệm thực tế mà mình đã trải qua rất là nhiều lần, nó sẽ rất là nhiều lần. Đối với những cái mô hình kinh doanh và đối với mô hình kinh doanh nhỏ, khoảng từ một hoặc hai quán đổ xuống. Bởi vì mình nghĩ là hầu hết các bạn khi mà chúng ta làm chủ quán thì chúng ta sẽ rất là tập trung vào cái mô hình của mình, nó là mô hình mà chúng ta tự ứng, tự kinh doanh và tự quản lý gần như mọi thứ. Đó. Thì với cái việc mà khi mà chúng ta làm chủ quán và chúng ta có thể là tự soi sáng và quản lý mọi chuyện á, thì nó sẽ hơi khác so với việc là ví dụ như chúng ta mở một chuỗi rất là nhiều các cái nhà hàng, các cái quán cà phê khác nhau. Thì hầu hết khi mà các bạn làm chủ quán, các bạn tự chăm sóc cái vấn đề kinh doanh của mình đó, thì nó sẽ mang lại cho các bạn phần nhiều đó là những cái công việc nó có tính lặp đi lặp lại hàng ngày đó. Nó không quá phức tạp, nhưng mà cái vấn đề chính ở đây là nó phải lặp đi lặp lại hàng ngày và chúng ta làm nó phải sắp xếp. Thì trước tiên mình nói sơ một tí về các cái mối quan tâm phổ biến mà thường mà các cái chủ quán cà phê hay gặp, mà bản thân Hùng ngày xưa Hùng cũng hay gặp cái vấn đề đó. Đầu tiên đó là về doanh thu. Việc đầu tiên chúng ta hay quan tâm khi mà chúng ta mở một cái quán cà phê, hoặc là mình nghĩ là bất cứ một cái mô hình kinh doanh nào đó, đều quan tâm tới việc đầu tiên đó là doanh thu. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ biết rằng doanh thu của mình một tháng mình có bao nhiêu đó tiền, mình thu về bao nhiêu đó tiền, nhưng mà thật sự nó có cao hay không, hay là nó thấp, hay là thế nào thì nó đủ, thì hầu hết là chúng ta không để ý lắm tới vấn đề này. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề chi phí và làm sao để mình kiểm soát chi phí. Chi phí ở đây thì gần như đó là chi phí dành cho việc vận hành và tất cả mọi thứ,
bao gồm là nguyên vật liệu này, tiền mặt bằng nè, các chi phí nhân công này, các chi phí gọi là liên quan mà gọi là không phải là dành cho việc vận hành đấy. Tiếp theo là vai trò của chủ quán, cái này cũng là một thứ mà mình nghĩ là cũng rất là gọi là một cái niềm đau rất là phổ biến đó. Bởi vì chủ quán đôi khi họ cảm thấy rằng, mình gặp rất là nhiều bạn chủ quán, họ cảm thấy rằng đôi khi họ giống như là, nói vui vui thì giống như là nô lệ của cái quán đó vậy, tức là họ không cảm thấy họ làm chủ, họ cảm thấy họ giống như nô lệ vậy, làm quần quật suốt ngày đêm tháng gì đó rồi. Và tiếp theo đó mình sẽ đến cái phần đó là kỹ năng mà chủ quán nên có. Đấy, thì chúng ta sẽ xác định xem là một khi bạn là chủ quán thì những kỹ năng mà bạn nên có là cái gì, chứ hoặc là cái nào thì bạn nên có một cách xuất sắc và cái nào thì bạn chỉ biết vừa vừa thôi. Đấy. Thì sau đây thì mình xin phép đó là mình sẽ đi đến phần đầu tiên, đó là doanh thu. Rồi, việc đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta muốn nhìn vào cái vấn đề doanh thu á, thì chúng ta phải xác định được cái doanh thu của mình là nó cao hay thấp như thế nào. Đấy. Có rất nhiều chủ quán đôi khi mình nhìn vào mức doanh thu của mình thấy đó là một số tiền nhất định và mình nghĩ nó cao, nhưng mà như thế nào gọi là cao thì nhiều người thật sự không biết. Nhiều người thật sự chưa chưa nhìn nhìn đúng cái vấn đề này. Đầu tiên á, là các bạn phải so sánh với cái chi phí bỏ ra để vận hành nó thì mình mới biết được đó là nó có là cái doanh thu nó cao hay thấp hay không. Bởi vì thực sự có những cái quán như thế này, mình gặp đôi khi mô hình của người ta cũng nhỏ thôi, một cái quán khoảng có 20 30 ghế thì chỉ có khoảng 3 nhân viên đấy, với họ họ bảo rằng doanh thu của tôi một tháng là 50 60 triệu, như vậy rất là cao đúng không ạ? Tức là một tháng 30 ngày, một ngày thu 2 triệu, một tháng thu 6 triệu, họ nghĩ như vậy là cao, nhưng mà thật ra đôi khi nó không cao, thậm chí không cao mà còn mất tiền nữa đấy. Thì việc đầu tiên mà Hùng muốn phân biệt rõ thế nào là cao và thế nào là thấp, thì qua quá trình mà Hùng làm nhiều nhiều các mô hình kinh doanh cũng như là Hùng mở cái quán riêng của Hùng á, ngày xưa thì thật ra Hùng kết luận là nếu mà cái doanh thu của bạn á mà chi phí á, nó chỉ nhầm cái doanh thu của bạn á mà nó chỉ đủ để mình chi trả cho các chi phí vận hành đó thì thật ra cái doanh thu đó là thấp. Rất là nhiều bạn hay nhầm lẫn thế này, họ nói rằng tháng này tổng chi phí vận hành của tôi là khoảng 30 triệu đó, thì tôi thu về 30 triệu hoặc là 31 triệu hoặc là 32 triệu gì đó, để như vậy là tôi đã có thể toàn bộ là tôi nó chi trả toàn bộ cho cái chi phí vận hành của tôi rồi đó, tôi không mất tiền, nhưng như thế là được. Thật ra như vậy là không được, theo Hùng thấy như thế là không được. Ví dụ như các bạn mở một cái quán và các bạn phải so sánh với công sức của mình, bao nhiêu thứ mình phải đổ ra mình quản lý, mà nếu như cái quán đó mà nó chỉ đủ doanh thu để nó cover cho toàn bộ các chi phí vận hành, thế thì đại khái là chúng ta đang đang khoảng lãng phí cái công sức cũng như là mồ hôi nước mắt của mình đúng không ạ? Mở một cái quán to như thế giờ không không sinh ra tiền lời mà chỉ vừa đủ hoàn vốn thì thôi, mở làm gì, làm thuê chả tốt hơn, đỡ stress đỡ áp lực đấy ạ. Và thứ hai đó, chi phí cao là như thế nào? Thì đầu tiên á, chi phí cao nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là nó phải đủ để cover toàn bộ các chi phí vận hành của mình đấy. Và cái thứ hai là nó phải sinh ra lợi nhuận đáp ứng được kỳ vọng của chủ quán hoặc là của người đầu tư cái quán đó đấy ạ. Thì nói về lợi nhuận mà đáp ứng được kỳ vọng thì cái này là thuộc về 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 về, về cá nhân. Đôi khi có những người họ chỉ cần lợi nhuận của họ là 10 triệu một tháng, tương đương với tôi làm trưởng phòng, như thế là cao. Thì nếu như mà cái mô hình kinh doanh của các bạn nó sinh ra lợi nhuận, nó sinh ra doanh thu sau khi trừ đi tất cả các chi phí vận hành, mà nó sinh ra được cái lợi nhuận đáp ứng được kỳ vọng của bạn thì mình có thể tạm chấp nhận gọi đó là cao. Và một vấn đề nữa mà mọi người hay bỏ qua mà em thấy Hùng thấy là mọi người nên suy nghĩ, nên cân nhắc một chút. Doanh thu của mình á nó cao và nó thấp, và chúng ta phải nhìn nhận là có cả phần lỗ của đó nữa. Đôi khi mọi người nghĩ là 50 triệu hoặc là 60 triệu hoặc là 70 triệu hoặc thậm chí là 100 200 triệu cho một cái mô hình kinh doanh đó là cao, nhưng mà sau khi trừ hết chi phí đi đó thì các bạn lỗ là các bạn mất tiền đó. Thì nhiều người bảo rằng cái doanh thu là thấp, nó cũng đúng đó, nó cũng đúng là thấp, nhưng mà nó không thể hiện hết được cái sự nghiêm trọng của vấn đề đó. Nó lỗ là chúng ta phải nói rằng cái doanh thu này nó lỗ, nó gây lỗ
Đấy. Nó thấp thì đúng là nó thấp thật, nhưng mà nó lỗ thì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái vấn đề này là nó gây lỗ. Tiếp theo ấy là khi mà doanh thu cao thấp như thế này thì làm sao để chúng ta gọi là kiểm soát cũng như là quản lý các cái những thứ nó liên quan tới doanh thu. Thì doanh thu thứ nhất á, nó sẽ liên quan tới vấn đề là các bạn phải bán đủ mà. Đầu tiên là các bạn phải có đủ cái doanh số bán của mình, thì tất nhiên bán càng nhiều thì doanh thu của bạn càng cao. Nhưng bù lại một vấn đề khác, nếu như mà cái doanh số các bạn nó không đủ cao, hoặc là coi như là mọi người mới mở cái quán đó và cái doanh số nó đang trên đường nó phát triển tới cái mức mà mọi người kỳ vọng, vậy thì làm sao để mình giảm đi cái vấn đề phát sinh cũng như là vấn đề mà mình mất tiền. Thì Hùng thấy rằng cái vấn đề chi phí là một vấn đề cực kỳ quan trọng mà mọi người phải kiểm soát. Sau đó chính vì vậy mà khi mà mình nói về vấn đề kiểm soát chi phí và kiểm soát chi phí á, thì chúng ta phải để ý những cái vấn đề mà hầu hết là mọi người hay 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 quên hoặc là không có phân biệt rõ. Có những cái vấn đề liên quan tới chi phí mà bản thân Hùng cảm thấy là mọi người chỉ biết là một tháng là mọi người chi ra bao nhiêu tiền, nhưng mà mọi người không hiểu được, tức là mọi người chưa có phân biệt rõ được đó là cái cơ cấu mà chi phí cho mình nó như thế nào và cái nào chiếm nhiều nhất, cái nào chiếm ít nhất. Thì thường á, với chúng ta những mô hình quán nhỏ chúng ta sẽ có những cái chi phí mà ở đây thì nó sẽ hơi đơn giản một chút, mà nó đơn giản đi bớt để mọi người để nó phù hợp một chút với cái mô hình quán nhỏ bên ngoài. Thì mình sẽ có là đầu tiên là chi phí nhân công này, tiếp theo là chi phí nguyên liệu, sau đó là chi phí mặt bằng, sau đó là các chi phí hao phí hư hỏng hoặc là chúng ta gọi là khấu hao đấy, và sau đấy là cái chi phí mà dành cho chúng ta trích lập quỹ dự phòng. Đây là một vấn đề mà mình sẽ nói thêm vào, bởi vì Hùng để ý là các quán, đặc biệt là những mô hình nhỏ, các bạn rất là ít khi để ý tới cái vấn đề là trích lập một cái khoản tiền dự phòng cho mình. Rồi thế thì đầu tiên ấy, chi phí nhân công quá cao là như thế nào? Nhiều người nghĩ rằng chi phí nhân công quá cao tức là tôi trả lương cho nhân viên nhiều quá. Không phải vậy. Nó không đơn thuần chỉ là việc trả lương cho nhân viên nhiều, mà thực ra là như thế này: các bạn trả lương cho nhân viên đủ nhưng mà các bạn lại thuê quá nhiều nhân lực. Tức là cùng một cái quán, một mô hình, thay vì chúng ta chỉ cần khoảng 5 hoặc là 6 nhân viên, hoặc là đôi khi chỉ cần 4 người thôi, nhưng mà chúng ta lại có thể thuê cho 7, 8, 9, thậm chí 10 người. Đó thì tổng cái số lượng đó nó nhân lên tới cái mức lương mà chúng ta trả cho từng người, nó trở thành dư thừa. Nhân lực chúng ta quá dư thừa và nó khiến cho cái chi phí dành cho nhân công của mình nó đội lên một cách không cần thiết. Đặc biệt là cái tình trạng này rất là hay phổ biến và thể hiện ở những cái quán mà các bạn mới mở ấy. Các bạn mới mở thì các bạn gặp vấn đề đó là các bạn chưa ước lượng được thực sự là các bạn cần bao nhiêu nhân lực đấy, các bạn cần bao nhiêu nhân lực để vận hành cái quán của mình. Và cũng có những cái tình trạng mà mình đã gặp các chủ rồi, đó là khi mà các bạn tuyển xong nhân viên đúng không? Sau 3 4 tháng làm việc thì khi mà cái nguồn hoạt động của bạn ổn định á, thì các bạn lại không không làm cái vấn đề đó là các bạn tối ưu hóa vấn đề nhân lực của mình. Bởi vì thời gian đầu bao giờ cũng vậy, nhân viên khi mà chúng ta mới làm, mọi thứ nó còn mới, mọi thứ nó còn bỡ ngỡ, thì cái nguồn làm việc của chúng ta bao giờ nó cũng sẽ cập rập, nó không được tối ưu hóa. Và sau khi mà chúng ta đã tối ưu hóa được cái nguồn làm việc cũng như là nhân viên của mình á, là nó à, nhân viên của mình là họ 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 bắt đầu họ thuần thục công việc rồi, thì tốc độ làm việc của họ sẽ phải tăng lên. Chứ không thể nào mà bây giờ tôi mở một quán mà nhân viên tôi làm việc ở đây một tháng nó giống y hệt như là họ làm việc ở đây 6 tháng được đấy, không thể nào. Và sau một khoảng thời gian vận hành như thế, chúng ta phải tìm kiếm cái biện pháp đó là chúng ta tối ưu hóa nhân lực của mình nè, bằng cách là chúng ta tái cấu trúc lại công việc, hoặc là chúng ta sẽ gọi là cho nhân viên họ làm, chúng ta có cụm từ là multitask, tức là nhân viên có thể làm đảm nhiệm nhiều công việc, nhiều vị trí cùng một lúc, chứ không nhất thiết là phải một người cố định một chỗ hoặc là một người
nằm chính xác một vị trí. Như thế là thường nó sẽ gây ra cái vấn đề hao phí nhân công rất là lớn. À, vấn đề tiếp theo mà mọi người cũng mình thấy là mọi người cũng hay 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 rất là gọi là gọi là bị chưa chưa rõ ràng lắm cái vấn đề này, đó là trang bị cho nhân viên của mình như thế nào. À, mình gặp những cái quán khi mà họ mới mở, đặc biệt là những quán mới mở nhé, là các bạn trang bị những cái trang thiết bị thực sự cho nhân viên ấy, mình đang nói là đồ đạc cho nhân viên rất là mắc tiền. Và thật ra thì mình đánh giá cái việc trang trang bị những cái trang thiết bị làm việc cho nhân viên mắc tiền tới mức như vậy nó không cần thiết. Điển hình nhất là mình hay thấy như thế này, ví dụ như là trong nhà hàng ấy, mỗi một nhân viên của mình thường sẽ có một cái đồ khui rượu đấy, nhưng mà cái đồ khui rượu của mình đó thì mình có thể mua ở ngoài chợ khoảng 30 45 nghìn là được đấy, nhưng mà có những cái nơi họ mới mở họ có thể bỏ tới 100 mấy 120 30 nghìn mua những cái đồ khui rượu như thế trang bị cho nhân viên. Mình thấy việc này là không cần thiết, như thế là đang lãng phí đấy. Thì mọi người nếu như mà mọi người xem xét lại cái vấn đề trang bị cho nhân viên của mình đó, thì mọi người phải cân đối, trang bị cho nhân viên nó phải đủ đủ chứ không phải là nó phải ít hay là nó kém, mà nó phải đủ và nó phải thỏa mãn được cái yếu tố công việc. Rồi chúng ta không cần phải vung tay quá tráng, nhiều người sợ vung tay quá tráng như thế. Đấy. Rồi tiếp theo đó là các vấn đề về chi phí nguyên liệu. Đấy. Thì chi phí nguyên liệu lớn nó xảy ra với không những là những quán mới mở cửa, mà đôi khi là họ nó xảy ra với những quán đã mở cửa lâu năm luôn. Một điều mà mình thấy là mọi người rất là ít khi để ý đó là mọi người biết mà mọi người không chính xác là trong vòng một tháng mọi người dùng bao nhiêu nguyên liệu, và trong cái số dùng bao nhiêu nguyên liệu đó, bao nhiêu nguyên liệu là mọi người thực sự dùng, bao nhiêu nguyên liệu là mọi người hao phí, và bao nhiêu nguyên liệu là mọi người mất. Cái vấn đề này rất là nguy hiểm. Thì để quản lý cái vấn đề nguyên liệu này á, Hùng cảm thấy là mọi người không có cách nào khác là chúng ta phải soi sát và chúng ta phải kiểm tra hàng ngày. À, vấn đề đó nó xảy ra không đơn thuần là chỉ vì là chúng ta mới mở hoặc là chúng ta mở lâu rồi, mà chủ yếu là nó liên quan tới vấn đề đó, đôi khi người quản lý đó hoặc là chủ đầu tư ở chủ quán đó họ họ không thực sự soi sát với cái vấn đề kiểm soát nguyên vật liệu. À, ví dụ như là các bạn phải biết chính xác hôm hôm nay các bạn bán bao nhiêu món, các bạn bán bao nhiêu món thì tức là các bạn sẽ phải dùng bao nhiêu gram cà phê, bao nhiêu gram sữa, bao nhiêu gram đường, ví dụ vậy. Thì các bạn nên có một cái bảng Excel hoặc là một cái bảng báo cáo nguyên vật liệu nào đó mà các bạn phải theo dõi hàng ngày. Và Hùng cũng xin phép nhấn mạnh luôn là cái việc này tốt nhất là mọi người phải làm hàng ngày. Lý do tại sao? Tại vì á, nếu như mà các bạn nó sinh ra một cái khi mà các bạn làm việc hàng ngày á, thứ nhất các bạn sẽ quen thuộc với cái danh sách nguyên vật liệu của mình, và khi các bạn làm nhiều các bạn sẽ rất là nhanh, rồi các bạn liếc qua một cái các bạn sẽ nhận thấy ngay cái sự thay đổi nó bất thường ở đâu đấy. Và một phần nữa là khi mà chúng ta làm hàng ngày á, chúng ta sẽ tạo ra một cái guồng, và những nhân viên của mình khi mà họ làm việc á, họ sẽ biết chính xác là tức là hôm nay chủ quán sẽ kiểm tra cái vấn đề về nguyên vật liệu, tôi dùng bao nhiêu, tôi phí bao nhiêu, tôi đổ bỏ bao nhiêu, thì quản lý của mình sẽ biết. Và như vậy á, nó sinh ra một cái tâm lý là nhân viên sẽ cẩn thận hơn. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta không làm, nếu như mà chúng ta không làm hoặc lâu chúng ta mới làm, thì nó sẽ dễ sinh ra một cái tâm lý là nhân viên nghĩ rằng chủ không biết, chủ không quan tâm, là bắt đầu là nhân viên họ sẽ phóng tay và mọi thứ bắt đầu sẽ đi chạch cái đường ray của mình. Mình đã làm việc với rất là nhiều các chủ quán cũng như mình ở rất là nhiều cái nhà hàng. Thật sự thì cái vấn đề nguyên vật liệu này á, có một điều là khi mà các cái bạn làm nhân viên à nhầm các bạn làm chủ quán hỏi mình á, là họ có cách nào để kiểm soát nguyên vật liệu hữu hiệu không? Mình trả lời có một câu rất là đơn giản mà nhiều người họ họ không muốn làm, đó là các bạn phải kiểm tra lượng tồn kho nguyên vật liệu của mình hàng ngày. Đấy. Nhưng mà rất nhiều người kêu ủa hàng ngày làm sao mà làm được? Phải làm nha các bạn. Mình kiểm tra hàng ngày đó là việc bắt buộc mình phải làm, không thể nào người nói là nhiều quá không làm được. Sự thật nó chỉ khác nhau ở đúng cái chỗ đó thôi, là chúng ta phải
chúng ta phải kiểm tra kiểm soát nó hàng ngày đấy. Thì mình có thể show cho các bạn xem một cái bảng mà mình sử dụng để làm hàng ngày. Cái bảng nó cho phép mình kiểm soát cái nguyên liệu, tức là mỗi một ngày mình biết chính xác đó là khi mà mình bán bao nhiêu ly cà phê hoặc là bao nhiêu ly trà đó, thì mình sẽ dùng bao nhiêu gram cà phê và bao nhiêu gram sữa, gram đường, ví dụ vậy đó. Và thật ra thì thời buổi bây giờ nó rất là thông minh, các bạn. Bây giờ các app đó, họ đều có thể cung cấp cho mình các cái nguyên vật liệu cũng như là các cái bảng nguyên vật liệu để thống kê cho mình biết là một một ngày mình đang bán bao nhiêu. Đây, ví dụ như là cái bảng này mình sẽ sử dụng để mình biết chính xác đó là mình sẽ có nhiều tab khác nhau. Đầu tiên là cái tab item sale của mình đó, là mình chỉ việc sử dụng để biết đó là mỗi một ngày mình sẽ chạy bao nhiêu, mình bán bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu đó. Cái này thì đơn giản lắm, toàn bộ các cái yếu tố data này á, các cái yếu tố dữ liệu này á, các cái phần mềm bán hàng bây giờ á, đã rất là hiện đại đó. Họ có thể trích mình có thể trích xuất từ các phần mềm đó ra và mình chỉ việc copy paste vào thôi, nó rất là nhanh gọn lẹ đấy. Sau đó là tab tiếp theo mình, tab all đây nè, mình hay sử dụng để mình kiểm soát đó là các ngày từ 1, 2, 3, 4 cho tới ngày 30 đấy, là mỗi một ngày mình sẽ dùng bao nhiêu nguyên vật liệu. Ví dụ mình biết là ngày 1 đấy mình bán cà phê của mình là ngày 1 mình dùng 306 gram, ngày 9 của mình là dùng 54 gram, thì mình biết là cái ngày đó đúng trên hệ thống là mình phải dùng bao nhiêu. Rồi cả một tháng mình cộng lại, mình biết là cả một tháng mình sẽ dùng bao nhiêu. Đó là căn cứ trên cái con số trích xuất dữ liệu từ trên hệ thống đấy. Nhưng mà đấy là mình chỉ đấy là mình Sorry, xin lỗi. À, xin lỗi mọi người, chờ mình tí xíu ạ. À, xin phép mọi người mình đợi đi, em nó đang hơi lát mạng một chút xíu. Ok, mình quay lại. Rồi. Thì cái tab này chúng ta có thể sử dụng để cái file này mình sử dụng để mình biết được là theo hệ thống bán hàng ấy, ví dụ những hệ thống như Sapo hoặc là Kiosk Việt bây giờ, thì mình biết là một ngày mình bán bao nhiêu cốc, bao nhiêu ly, lượng nguyên liệu của mình dùng là bao nhiêu gram. Nên mình rồi như thế. Sau đó thì chúng ta sẽ có tiếp một cái file tiếp theo. Đấy. Đó là một cái file mà chúng ta kiểm kê hàng ngày. Vâng, các bạn, mình sẽ phải làm cái việc đó là kiểm kê hàng ngày. Thì sau khi kiểm kê hàng ngày, chúng ta sẽ biết được là trong kho của mình đó nó chênh lệch bao nhiêu nguyên liệu với ngày hôm qua, và sau đó là mình lấy cái số lượng chênh lệch đó mình so sánh với cái số mà nó báo cáo trên cái file vừa rồi, thì chúng ta sẽ biết rằng là
cái lượng nguyên liệu dùng đó, cái lượng nguyên liệu mà chúng ta dùng đó có đúng là chúng ta dùng để bán hay không, hay là vì nó hao phí hay là vì nó mất đấy. Thì một cái điều quan trọng á là mọi người phải biết nguyên liệu của mình á, mình dùng mình sẽ có ba kiểu. Đầu tiên là chúng ta dùng, thứ hai là nó hao hụt, tức là nó đơn thuần, tức là so với ngày hôm qua trong kho của mình bây giờ nó hụt đi một phần nào đó, thì cái đó chúng ta gọi là hao hụt đấy. Và thứ thứ ba là nó mất, đúng không ạ? Tại vì nó hao hụt thì như thế nào? Hao hụt thì có rất là nhiều lý do để nó hao hụt. Ví dụ như là các bạn nhân viên của mình họ sử dụng để họ họ luyện tập này, họ sử dụng để họ hiệu chỉnh những cái vấn đề liên quan tới chất lượng đồ uống này, hoặc là họ hiệu chỉnh máy móc này, hoặc là đôi khi là chỉ vì họ thao tác lỗi gì đó thì họ làm rớt, họ rơi, họ vãi, hoặc là họ làm sai một đồ uống nào đấy, thì chúng ta sẽ nhìn nhận cái đó là hao hụt đấy. Còn trừ khi nếu như mà nó không phải bán, nó không phải hao hụt, chúng ta phát hiện nó hao hụt ở trong kho nhưng chúng ta không biết lý do tại sao, thì nên thì mình phải chia rõ cái này. Khi mà chúng ta không biết lý do tại sao thì nó là mất, và nó mất đó là một vấn đề rất là quan trọng. Tại vì sao? Đôi khi mất chúng ta không biết lý do tại sao nó mất đấy. Có thể là vì các bạn bán, mà các bạn ví dụ các bạn bán hàng, các bạn không ghi hóa đơn nhưng mà các bạn không biết, hoặc là các bạn quên, hoặc là đôi khi chúng ta đổ vải nào đó nhưng mà nhân viên sợ giấu đó, thì những cái số hàng đó nó sẽ mất. Hoặc có những cái lý do tệ hơn là đôi khi nhân viên lấy ra dùng xong không báo với mình, báo dùng cho những lý do cá nhân hoặc là mang về, ví dụ vậy đó. Thì đấy đấy là những cái lý do mà chúng ta buộc phải kiểm tra kho hàng của mình hàng ngày để mình biết chính xác được là tại sao, và tại sao mà nó hao hụt, và tại sao mà nó không khớp hoặc là nó khớp. Thì cái vấn đề nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu kiểm soát như thế này á, nó không phải là mình giảm con số này về không, đúng không? Tại vì không thể nào mà khi mà chúng ta vận hành một cái quán chúng ta lại có thể đảm bảo là con số giữa việc chúng ta bán trên máy và cái con số mà nó thực tế nó tồn tại khi mà chúng ta thao tác là nó khớp với nhau được. Sẽ luôn luôn có những cái hao phí nào đó, tuy nhiên chúng ta sẽ đồng ý và chúng ta chấp nhận trong một cái con số nhất định nào đấy. Chứ nếu như mà chúng ta đòi hỏi rằng hôm nay tôi bán 3 ly cà phê, mỗi ly cà phê là 18 gram tương đương với 48 34 đúng không? Là 50, ví dụ như là tôi bán 3 ly cà phê, mỗi ly 18 gram cà phê thì tức là tôi sẽ mất 54 gram. Rồi tôi kiểm tra trong kho mà nó là 60 gram thì tôi không chịu, như vậy là không hợp lý, nó không có thực tế thế nào cả. Đấy. Rồi. Tiếp theo ạ. Đó là cái vấn đề về kiểm soát hao phí. Một phần nữa là mọi người phải để ý tới vấn đề là chi phí đầu vào của mình lớn. Chi phí đầu vào nguyên liệu của mình nó lớn, thì đôi khi là do mọi người order từ một, mọi người nhập hàng từ một nhà cung cấp nào đó mà họ có cái bảng giá nó không kinh tế lắm, hoặc là mình dùng những cái nguyên vật liệu mà nó gọi là nó quá sang trọng, không cần thiết, hoặc là quá cao cấp không cần thiết. Thì cái vấn đề nhập hàng đầu đầu vào chi phí này mọi người sẽ phải cân nhắc tới việc đó là nó có phù hợp với cái mô hình quán của mình hay không. Nếu như mà mọi người mở một cái mô hình quán specialty, một cái cà phê chất lượng cao, thì ok, mọi người có thể nhập hàng với chất lượng cao và mọi người có thể chấp nhận cái giá nguyên liệu của mình phải cao hơn một chút so với mặt bằng chung. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ mở một cái mô hình quán ví dụ commercial thôi, hoặc là chúng ta mở một quán gia đình nhỏ nhà, thì không có lý do gì chúng ta lại đi nhập cái hàng mà nó có cái nguyên vật liệu nó có giá nguyên vật liệu cao như vậy. Và cái thứ hai, cái thứ ba nữa đó là cấu trúc chi phí nguyên vật liệu của mình nó không hợp lý. Tại vì sao? Hẳn là mọi người đều đã phải nghe cái vấn đề khi mà chúng ta mở quán, chúng ta mở một quán và chúng ta làm cái menu, mọi người đều sẽ nghe cái vấn đề đó là cái chi phí nguyên vật liệu để làm nên một món đồ uống đó phải so sánh với cái giá giá bán của nó. Thì đôi khi á mình gặp một vài quán á, là họ để một cái cấu trúc tạo cái nguyên vật liệu để làm nên cái món đồ uống đó là nó không hợp lý. Có những cái thành phần nó đắt tiền, có những thành phần đắt tiền nhưng mà người ta lại làm, người ta lại bỏ nó quá nhiều không cần thiết. Tại vì thực ra nó quá nhiều nó lại không ảnh hưởng tới tới các cái hương vị của món đồ uống đó. Đó, thì việc mà chúng ta cho quá nhiều những cái nguyên liệu nó mắc tiền như vậy vào trong cái công thức pha của mình trong cái menu thì nó gây ra sự lãng phí chứ không phải là nó làm cho mình nó tốt hơn. Đó. Vấn đề tiếp theo của mình là mọi người xét
mọi người sắp đặt cái giá bán nó gọi là hơi thấp, thì chúng ta sẽ luôn hiểu rằng khi mà tiền doanh thu của mình đó nó phải trừ, nó trừ đi cái tiền chi, cái tiền nguyên vật liệu của mình, thì nó còn dư lại bao nhiêu, thì tạm gọi cái đó gọi là lợi nhuận sau khi trừ chi phí nguyên vật liệu, đúng không? Nhưng mà có một vài quán người ta gọi là các bạn setup cái mức giá doanh thu nó quá thấp so với cái tỷ lệ của chi phí, tỷ lệ của tổng giá các chi phí như vậy, thì nó khiến cho vô hình chung là cái nguồn tiền các bạn thu về nó không đủ bù cho cái phần chi phí đó, thành ra cái phần chi phí nó đội cao. Thì nói một cách đơn giản, đôi khi là chi phí các bạn cao chẳng qua là vì doanh thu còn thấp vậy thôi, các bạn xét cái giá bán không đủ cao để bù đắp lại cái phần chi phí đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nói tới cái vấn đề đó là mặt bằng, đúng không ạ? Thì cái vấn đề mặt bằng thật sự là một vấn đề mình nghĩ là rất là đau đầu của mọi người, bởi vì hầu hết chúng ta, Hùng nghĩ là hầu hết chúng ta khi mà chúng ta mở quán thì chúng ta đi thuê là chính, chứ chúng ta cũng không có nhiều người gọi là tự chủ được cái phần mặt bằng của mình. Thì chi phí mặt bằng của bạn Hùng sẽ nói thì như thế nào thì gọi là phù hợp. Thì thứ nhất, chúng ta nói nếu mà chi phí mặt bằng mà cao á thì nó sẽ gây nên cái áp lực rất là lớn lên doanh thu của mình, thì chúng ta sẽ buộc phải tăng giá bán trong cái menu, đúng không ạ, để bù để đủ để thu đủ để bù lại cái phần chi phí mặt bằng đó. Và khi mà chúng ta tăng cái giá bán trên doanh thu như vậy thì nó vô hình chung là nó khiến cho cái việc buôn bán của chúng ta nó sẽ gặp một chút khó khăn. Thế thì mình sẽ theo kinh nghiệm của mình trước giờ mình làm á, thì thường khi mà chúng ta nói đến vấn đề mặt bằng, chúng ta sẽ có một cái mức nhất định để nói rằng là cái tiền thuê mặt bằng như vậy thì nên chiếm vào khoảng bao nhiêu phần trăm cái mặt bằng đó, nhằm để nên chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái tiền doanh thu của mình, thì để thấy thật ra thì nó phải tùy thuộc vào cái mô hình của các bạn nữa. Tuy nhiên thì hầu hết á, mình thường sẽ các chủ quán mà hoặc là những bạn mà trước khi mà mở quán á, mà tìm mặt bằng á, thì mình thường hay gửi các bạn là nếu như mà các bạn tìm mặt bằng á thì các bạn nên chỉ để chi phí mặt bằng của bạn chiếm vào khoảng 10 quanh 10% so với tổng doanh thu thôi, bởi vì nếu như mà các bạn đẩy nó lên cao thì thật sự nó sẽ gây ra một cái áp lực rất là lớn cho doanh thu của mình. Và khi mà chúng ta cần thay đổi cái, tức là khi mà chúng ta đẩy cái doanh thu của mình lên thì các bạn sẽ phải thay đổi rất là nhiều thứ, từ menu, từ công thức, từ nguyên liệu, vân vân, nó sinh ra một cái áp lực rất là lớn, không những chỉ doanh thu mà tất cả các công việc khác. Đấy. Thì nếu như mà các bạn nếu như mà cho những bạn mà tìm chuẩn bị mở quán thì các bạn phải thật sự cân nhắc đến các cái vấn đề về mặt bằng. Trong trường hợp mà nếu như các bạn không không tìm được một cái mặt bằng nó có cái doanh thu, nhầm, một cái mặt bằng mà nó có cái mức giá mà các bạn nghĩ là hợp lý á, thì các bạn phải xem xét lại với cái mặt bằng đó là các bạn phải làm ra bao nhiêu, và kiếm được bao nhiêu tiền để bù lại cái tiền mặt bằng đấy. Bởi vì thật sự Hùng đã gặp những cái quán đôi khi có những quán, thật ra số này cũng không ít đâu ạ, rất là nhiều quán có những tháng đôi khi họ trả tiền mặt bằng tới phân bao nhiêu tới phân nửa số doanh thu của mình, đúng không? Một nửa số doanh thu của mình chỉ để trả tiền mặt bằng, đó là một số tiền rất là khổng lồ, và thường quanh nó là 30%, và 30% mà để các bạn thật sự mà các bạn có lời thì nó là một cái câu chuyện rất là gian nan, nó không dễ làm một chút nào hết. Thì mọi người khi mà mọi người tìm được một cái mặt bằng với một cái giá hợp lý, mình không nói nó rẻ nha, mình nói cái giá hợp lý, thì nó giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói đến vấn đề chi phí hao phí hư hỏng. Đây là một vấn đề mà hầu hết là mình thấy nhiều người không để ý tới luôn. Khi mà các bạn mua một món đồ về, đấy, khi các bạn mua một món đồ về, các bạn phải ước lượng xem là cái hao phí của nó là bao nhiêu. Đó. Và các bạn phải biết chính xác hao phí nó bao nhiêu để các bạn tính vào trong cả cái phần chi phí của mình. Và một những cái vấn đề mà mình thấy là gần như mọi người không bao giờ để ý, đó là vấn đề về đổ vỡ và hư hỏng. Ví dụ như là hôm nay vỡ cái cốc, ngày mai vỡ thêm cái cốc nữa, một tháng vỡ 30 cái ly, nhưng mà chủ quán không biết,
quán thật sự không biết. Có rất là nhiều lý do khiến chủ quán không biết, tại vì sao ạ? Tại vì nhân viên họ làm bể xong cái họ giấu đấy. Cái thứ hai, chủ quán hàng tháng không kiểm kê các cái vấn chủ quán hàng tháng không kiểm kê nguyên trang thiết bị của mình. Cái này là trang thiết bị, đây là một vấn đề gần như là mọi người quên luôn, đặc biệt là ở những cái mô hình quán vừa và nhỏ. Một tháng mọi người, đầu tháng mọi người có bao nhiêu cái ly, cuối tháng mọi người còn lại bao nhiêu cái ly, đầu tháng mọi người có bao nhiêu cái muỗng, đặc biệt là những cái muỗng 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 uống trà đấy, muỗng teaspoon nhỏ nhỏ ấy. Cuối tháng mọi người còn bao nhiêu cái teaspoon, đôi khi mình hỏi chắc chắn mọi người không biết đấy. Và một trong những thứ kinh nghiệm của mình thấy nha, ly nè và muỗng uống trà nè là hai thứ mà rất là hay mất. Một cái uống trà ở một mô hình vừa và nhỏ, chúng ta mua một cái muỗng uống trà có giá bao nhiêu, 7-8 nghìn, một tháng mất đôi chục cái. Ví dụ mình cho các bạn một tháng mất khoảng 30 cái đi đấy. Xong rồi một năm các bạn nhân lên, thật ra số tiền nó cũng không hề nhỏ. Mà hãy nhớ rằng cái mô hình của mình là vừa và nhỏ. Đặc biệt rồi còn chi phí đổ bể, đôi khi là nhân viên họ làm bể cái họ sợ họ giấu mất tiêu, trong cuối tháng các bạn không biết là bao nhiêu mới các bạn không hề biết là tháng đó mình đồ mình bể bao nhiêu và mình còn lại bao nhiêu đồ đấy. Thì nó gây ra vấn đề là trong cái vấn đề chi phí hao phí này rất là lớn, và khi mà nó lớn như vậy mình chúng ta không biết nó nằm ở đâu, mọi người không để ý tới vấn đề đó đó. Thì mọi người phải để ý, mọi người phải để ý tới vấn đề chi phí hao phí trang thiết bị này. Bởi vì chi phí hao phí trang thiết bị đôi khi nó phải góp tới 10-15% trong tổng chi phí của mọi người nếu như mọi người không kiểm soát tốt đấy. Rồi phần cuối cùng thì mình sẽ nói thêm với một vấn đề mà rất là nhiều quán, đặc biệt là những quán nhỏ, là các bạn không hề để ý. Đầu tiên này, đó là cái quỹ dự phòng của các bạn. Nhiều nhiều khi mà mình chia sẻ cái vấn đề này, nhiều nhiều chủ quán bảo là tại vì cái quán của họ nhỏ quá, họ nghĩ là cái điều này không cần thiết. Nên thực ra thì mình nên làm, các quán mình nhỏ mình cũng nên làm. Tại vì sao ạ? Những cái chủ quán lớn khi mà nó thuộc một công ty hoặc là một cái công ty lớn nào đấy, họ có một cái tiềm lực tài chính hùng hậu, thì chẳng may vào những cái mùa như mùa Covid hoặc là những cái tháng thấp điểm ở kinh doanh F&B thì bao giờ cũng sẽ có những cái tệp mùa của nó, mà F&B cũng sẽ có mùa cao điểm, mùa thấp điểm đấy. Thì vào những cái mùa thấp điểm họ sẽ gọi là không chắc lắm, chắc lắm là mình sẽ kiếm được bao nhiêu đấy, hoặc đôi khi là chúng ta sẽ không có đồng nào cả đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có những cái chi phí mà chúng ta phải chi trả, mặt bằng chúng ta vẫn phải chi trả này, điện nước cũng phải chi trả, nhân công cũng phải chi trả, đúng không ạ? Không thể nào nó không có khách thì tôi không cần nhân viên được. Chúng ta vẫn phải có nhân viên nó để coi nhà, để lau dọn quét rửa đồ, hoặc là để kiểm kê, hoặc là để làm những cái việc gọi là bảo trì, hoặc là bảo quản cái quán của mình. Và những người đó họ đi làm cũng phải trả lương chứ đấy. Nhưng mà tại vì cái mùa đó là cái mùa thấp điểm, chúng ta không có khách thì chúng ta phải có cái gì đó để chúng ta bù lại. Thì khi mà vào những cái ngày mà chúng ta ở những cái tháng mà chúng ta bán được, hoặc những cái ngày mà chúng ta có doanh số cao, thì cuối tháng thì chúng ta nên để ra một cái khoản nào đó để dự phòng, để bù lại những cái chi phí mà chúng ta phải chi trong cái thời gian mà chúng ta không có khách, hoặc là những cái khoảng thời gian thấp điểm của mình. Thì tạm thời là đó, qua bốn các cái vấn đề chi phí và kiểm soát, qua năm các cái vấn đề chi phí và kiểm soát chi phí như thế, thì Hùng muốn để cho mọi người hiểu rằng cái vấn đề chi phí nó rất là quan trọng. Đối với mình á, khi mà mình là chủ quán á, chi phí và việc kiểm soát chi phí nó giống như là cái khiên để nó đỡ cho mình những cái sự khó khăn khi mà chúng ta không kiếm đủ doanh thu. Khi mà doanh thu cao thì chúng ta ít nhiều chúng ta cũng sẽ có cái dòng tiền chúng ta xoay sở, nhưng mà nếu như mà doanh thu chúng ta thấp thì chúng ta phải kiểm soát cái chi phí của mình nó hết sức là đúng đắn, cũng như là hết sức là chặt chẽ, để mình giảm thiểu cái hao phí cũng như là những cái chi phí không cần thiết của mình. Đấy. Thì mọi người có thể cân nhắc xem xét. Ví dụ như có những cái vấn đề mà mọi người có thể để ý, như là việc mình kiểm soát nguyên vật liệu hàng ngày. Mà mình thấy cái này là nhiều người hay 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 bỏ qua lắm nè. Kiểm soát nguyên vật liệu hàng ngày rất là nhiều bạn bỏ qua không bao giờ làm. Thường là các bạn để một tháng làm một lần, hoặc là ít nhất là để 2 tuần làm một lần. Nhưng mà để một tháng làm một lần thì Hùng nghe là nó hơi trễ, bởi vì tới một tháng làm một lần thì cái hao phí của bạn thật sự rất là lớn, và các bạn không thể nào mà các bạn bù đắp lại được. Đấy. Chi phí mặt bằng thì
có lẽ là dành cho những bạn mà chuẩn bị làm chủ quán thì tốt hơn, tại vì mọi người Hùng thường sẽ gợi ý mọi người là các bạn chỉ nên kiếm một cái mặt bằng nó có cái dao động, nó chỉ nên chiếm vào khoảng 10% tổng doanh thu của các bạn. Rồi hao phí hư hỏng các bạn cũng phải kiểm soát chặt. Đấy, đặc biệt là chuyện đổ bể và chuyện mất mát, các cái chi phí đổ bể mất mát đó thì một phần là vì đôi khi ấy, chủ quán họ họ gắt gao quá, nhân viên sợ cho nên đổ bể thì người ta giấu hết, thành ra mình không biết. Đấy, thì mình cũng phải tìm một cách nào đó mình quản quản lý nó hiệu quả hơn. Và Hùng cũng nghĩ là mọi người nên lập cái quỹ dự phòng, kể cả là cái quán của mình nó nhỏ mình cũng nên có, ít hoặc nhiều mình cũng nên có. Đấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó là vai trò của chủ quán. Thì không biết là tạm thời tới lúc này mọi người có câu hỏi gì thêm không ạ? Thì những cái thứ này là Hùng chia sẻ đều là dựa trên kinh nghiệm hết, những thứ mà Hùng đã thực sự trải qua, và có những cái thời gian Hùng thực sự rất là stress, Hùng không biết phải làm cái gì, Hùng không biết phải làm cái gì, và những cái vấn đề nó xảy ra là Hùng rất kiểu như là rất là bối rối, tại vì ủa tại sao nó lại xảy ra, trước giờ nó không có, bây giờ nó xảy ra. Quỹ dự phòng của mình á thì tùy vào doanh thu của bạn nha, nhưng mà mình nên set quỹ dự phòng của mình là khoảng 3-5% trên tổng doanh thu của mình. Đấy, quỹ dự phòng mình là vào khoảng tổng 3-5%. Nó sẽ cái quỹ dự phòng của mình mọi người có thể để ý là nó sẽ thay đổi, tức là không phải là tháng nào mình cũng set riêng ra cái phần đó cố định. Nhiều nhiều bạn như thế này là mình nói là set up quỹ dự phòng, thì tức là các bạn mình kêu là mỗi tháng em sẽ để dành 5 triệu, nhưng thực ra như vậy là không, nó không hợp lý. Nếu mà các bạn để được chính xác số tiền thì ok, tốt, nhưng mà nếu như mà các bạn gọi là, tức là kinh doanh của mình nó sẽ có mùa FB, bao giờ cũng vậy, FB sẽ có những cái mùa mà người ta ra đến, người ta uống rất là nhiều, người ta dùng rất là nhiều dịch vụ, và có mùa mà các bạn sẽ thấy là mình ngồi chơi, mình không có đồng xu nào hết. Thế thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng phần trăm. Đấy, nôm na là những cái tháng mà chúng ta có doanh thu cao thì chúng ta sẽ gọi là dành nhiều hơn một chút, và những tháng mà chúng ta doanh thu thấp chúng ta sẽ để ít đi một chút. Còn nếu mà không có doanh thu thì thôi khỏi để. Đúng rồi, không có doanh thu thì sao để được, nếu mà tháng đó không có doanh thu thì mình còn phải lấy quỹ dự phòng mình dùng mà. Thì vào khoảng 3-5% trên tổng doanh thu của mình. Ngày xưa khi mà Hùng làm quán cũng như là Hùng làm ở các cái nhà hàng đó, thì ở các nhà hàng, ở công ty lớn đó, thì cái phần quỹ dự phòng này có thể cao hơn, nhưng mà cái quán của ngày xưa là Hùng thường để 3-5% đó, Hùng sẽ trích ra. Nếu như mà tháng nào mà nó gọi là vô dư, tức là nó xông xên, thì sau khi trừ hết tất cả các chi phí rồi các kiểu mà vẫn còn tiền thì Hùng sẽ để vào khoảng 5% đó. Nếu như mà cái phần mà để thấp lại, nếu mà doanh thu của tháng đó nó không cao lắm, nó vẫn có lời nhưng mà không cao lắm, thì ok mình để 3%. Còn nếu như mà doanh thu của chúng ta thậm chí là không không sinh ra tiền lời, chỉ vừa đủ để chi phí, để trả các chi phí bình thường thôi, thì mình không cần phải trích. Đấy, nhưng mà mọi người đừng, tức là chúng ta phải luôn luôn để ý đó là luôn luôn để ý là chúng ta phải cố gắng chúng ta lập ra được cái quỹ dự phòng này. Đấy, đôi khi các bạn nghĩ rằng quỹ dự phòng á có 3% thì nó không bao nhiêu, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng trong những cái mùa thấp điểm nó cứu mình rất là nhiều thứ. Rồi. Có một câu hỏi mình thấy khá là hay, là đó là cho chi phí phần phần hao phí hư hỏng mình có nên tính thêm cả phần cao hao phí hư hỏng của máy móc vào hay không? Có, mình phải tính. Để tầm bao nhiêu thì như thế này, nó tùy vào kỳ vọng của bạn. Mình sẽ ví dụ đơn giản nhất nha. Một cái phần chi phí hao phí ví dụ mình hay gặp nhất là cho máy pha cà phê. Ví dụ như các bạn mua một cái máy bao nhiêu đó tiền, thì các bạn phải xác định, tức là các bạn sẽ xác định là cái máy đó là trong vòng mà ví dụ mình sẽ dùng nó liên tục như vậy trong vòng 5 năm. Đấy, thì mình sẽ mua cái máy mới. Hoặc là trong vòng 5 năm các bạn nghĩ rằng cái máy này nó sẽ bắt đầu là nó không còn gọi là tốt nữa, và chúng ta cần phải phải có phương án bảo trì hoặc là thay thay đổi máy mới. Thì trong vòng 5 năm đó các bạn sẽ nhân ra 5 năm, tức là 60 tháng. Số tiền đấy các bạn chia cho 60 tháng, thì mỗi một số thì cái số tiền đó trong vòng mỗi một tháng đó đó, thì đó có là tính là chính là cái số tiền mà hao phí cho cái phần trang thiết bị đấy. Đấy, thì các bạn tính vào. Và tại vì bạn Châu Đặng hỏi thì mình cũng xin phép mình nói luôn, tại sao
có những nơi họ làm cái chi phí hao phí này nó tốt và có những nơi làm chi phí hao phí này chưa tốt lắm. Thật ra các quán ăn thua nhau ở chỗ đó là chúng ta thống kê chi tiết và chính xác tới chừng nào. À, các bạn biết ngày xưa khi mà Hùng làm trong khách sạn thì tại sao mà họ họ kiểm soát cái phần hao phí tốt? Bởi vì họ thống kê cực kỳ chi tiết, họ thống kê chính xác tới từng, gọi là từng cái máy ép nước cam của mình đó. Họ biết từng cái máy ép nước cam họ sẽ chia ra bao nhiêu năm để thay cái máy mới đó, và họ tính luôn, chứ họ không đơn thuần chỉ tính như máy lớn đâu, họ tính tất cả mọi thứ. Thì nó ăn thua nhau ở chỗ đó là cái vấn đề là mình thống kê chi tiết tính nào. Thì tất nhiên là thống kê càng chi tiết thì sẽ càng có nhiều việc các bạn làm, nhưng mà như thế thì nó tốt hơn nhiều so với việc đó các bạn mất tiền. Đấy ạ. Thì trả lời câu hỏi của bạn Châu Đặng như vậy, không phải là mình xét tầm bao nhiêu mà mình phải biết chính xác cái giá trị của cái máy đó, xong rồi mình biết chính xác mình dùng bao lâu cho cái máy đó, rồi mình chia ra trong tổng số tháng để rồi mình biết rằng à trong tổng số tháng đó là bao nhiêu. Ok, bạn Việt đúng không ạ? Mình ok, bạn Việt hỏi là tỷ lệ hao hụt trên lịch nguyên vật liệu hàng tháng trong ngành ẩm thực đó thì cũng tùy vào quy mô, cũng tùy vào quy mô của mình. Nếu mà càng lớn thì các bạn sẽ phải càng siết chặt cái con số phần trăm về cái tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu này. Nhưng mà mình á thì mình thường mình chỉ cho phép cái quán của mình, tại vì quán của mình nếu mà quán nhỏ mà các bạn cảm thấy là nó tùy thuộc vào cái việc là các bạn cảm thấy các bạn có thể kiểm soát chặt được tới mức nào, và đôi khi các bạn kiểm soát chặt quá thì nó cũng không tốt, tại vì nó khiến cho thứ nhất là nó khiến cho cái việc vận hành của bạn trở nên rất là khó khăn này, tại vì nhân viên họ làm việc á họ cảm thấy rất là áp lực, tại vì cứ cứ phải cân cân chính xác từng ly từng tí một đấy, và họ sợ bị hao phí đúng không ạ? Còn nếu như mà các bạn quyết định là các bạn cho phép cái phần trăm hao hụt trên lịch nguyên vật liệu nó quá cao á, thì các bạn mất tiền. À, thì đối với mình á, thường á, mình chỉ xét là vào khoảng từ 25 cho tới 30% tổng cái tổng toàn bộ các cái phần chi phí nguyên vật liệu của mình dựa trên cái số mà mình bán, cộng tất cả mọi thứ. Thì bạn có thể tưởng tượng như thế này, một tháng, ví dụ như tháng 1 các bạn bán được 100 triệu đúng không ạ? Thì tổng chi phí nguyên vật liệu của bạn thì nên chiếm maximum tối đa thôi là vào khoảng đâu đó 20% hoặc 30%. 30% là quá đáng lắm rồi đó. Nếu là mình thì mình chỉ còn 20% hoặc thậm chí dưới đó thì càng tốt. Đấy. À, anh Phương có gì muốn nói thêm không ạ? Mình chia sẻ thêm. OK, về cái tỷ lệ hao hụt này thì anh đồng ý với lại ý kiến của Hùng đó. Có nghĩa là mình sẽ khá là khó để mà mình nói là cho phép bao nhiêu, tại vì bây giờ nếu như quán này cho phép nhưng mà quán khác không thể cho phép với con số đó thì nó rất là khó để mình áp dụng. Nhưng mà cái ý Hùng chia sẻ đó là cái mức tổng nguyên vật liệu của mình có thể cho phép rơi vào, đối với đồ uống nha, nó có thể rơi vào đâu đó khoảng từ 25 cho tới 30%, thì đó là một con số mà tạm gọi là quá cao rồi đó. Con số lý tưởng ở trong ngành thì mọi người vẫn đâu đó gợi ý là rơi vào khoảng từ 18 tới khoảng 22%, 23%. Thì mọi người cứ hay nghe nói là bán một vốn bốn lời đó, nó là vậy á. Chi phí nguyên liệu của mình đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng tầm 22, 25% thôi là đã cao rồi. Thì nếu mọi người cho phép tổng cái nguyên liệu đó của mình mà nó được chấp nhận ở mức 30%, thì có nghĩa là 25% mà các bạn lấy ra xài, cái đó là chi phí mình đã tính là cost của một cái món rồi. 5% còn lại chính là cái hao hụt nguyên liệu, nếu các bạn đông dư đông thiếu hoặc là các bạn bị hư bị đổ bị vương bị vãi gì đó vân vân. Hả? Ok, anh chỉ có cái ý đó, bổ sung cái ý mà Hùng vừa nói thôi. Thì như anh Phương nói là trong ngành thì mình sẽ làm như thế đúng không ạ? Với các bạn chủ quán á, thì các bạn như mình nói là nếu như mà các bạn cảm thấy là mình tự tin trong việc kiểm soát chặt thì các bạn có thể đẩy con số phần trăm đó xuống càng thấp càng tốt. Kinh nghiệm riêng của Hùng nhé, khi Hùng làm trong các khách sạn, ví dụ ngày xưa Hùng làm trong Intercontinental hoặc là ở JW Marriott chẳng hạn, thì về về kiểm soát đồ uống á, thì cái phần tổng chi phí nguyên vật liệu để làm đồ uống trên 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 tổng doanh thu á của Hùng bao giờ cũng vậy, một tháng Hùng chỉ kiếm được khoảng 13 15%, nó sẽ luôn luôn nó dao động trong khoảng 13 15% đấy. Tuy nhiên thì để làm được cái vấn đề đó thì cũng, nếu mà mình yêu cầu và các bạn maintain được
cái con số đó thì nó khá là khó, vì trong khách sạn chúng ta có cả một cái hệ thống để kiểm soát nó rất là hiệu quả, nhưng mà ở các cái quán bên ngoài thì mình sợ là làm như vậy thì e là nó hơi quá sức. Nhưng mà thật sự nếu như các bạn có thể kiểm soát được cái vấn đề nguyên vật liệu đấy, và các bạn có thể làm cho cái chi phí nguyên vật liệu của mình trên 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 tổng doanh thu á, chỉ vào khoảng 13 hoặc 15% nào đó, đó là một công ty làm cực kỳ xuất sắc đấy, hết sức là xuất sắc. Thì nếu như mà các bạn làm được vấn đề đó thì nó sẽ cho các bạn một cái khoản dôi dư khá là tốt để mình có thể mình quyết định rất là nhiều thứ nè. Ví dụ như là chúng ta có thể thay đổi chi phí nguyên vật liệu nếu cần thiết, chúng ta có thể tăng doanh thu hoặc là giảm doanh thu, ý là giảm giá bán nếu cần thiết. Tuy nhiên đây, cái việc giảm giá bán này cũng không có thật sự khuyến khích mọi người làm đấy. Nhưng mà thật sự thì nếu như mà chúng ta kiểm soát cái chi phí nguyên vật liệu, cái tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu càng thấp thì như thế này nó rất là tốt cho vấn đề kinh doanh của mình đó. Thì tụ chung lại cái câu hỏi của bạn bạn Việt á, thì tốt nhất là như vậy, mình sẽ đảm bảo cái tùy vào từng quán, nhưng mà tùy vào cả khả năng kiểm soát của các bạn nữa, thì tốt nhất là vào khoảng nên để là từ 18-20% hoặc dưới đó. Ví dụ như ngày xưa Hùng làm thì thường sẽ có thói quen Hùng luôn luôn kiểm soát cái vấn đề nguyên vật liệu của mình là từ 13-15% thôi, không không thể cao hơn đó. Rồi các anh chị em còn mình hỏi thêm ạ. Mọi người cứ hỏi là đôi khi tại bằng Hùng làm cũng tương đối lâu, có nhiều thứ thật sự nó nhỏ nhỏ, mà nhiều khi mình nói một lúc thì mình không nhớ ra hết, nhưng mọi người hỏi thì mình sẽ nhớ ra đó. Rồi còn tiếp theo thì bây giờ tiếp theo ha, mình sẽ nói tới vấn đề là vai trò của chủ quán. Đây là một vấn đề mà đôi khi mình nghĩ nó vừa vui vừa đau. Nhiều chủ quán thật sự thì bản thân Hùng cũng từng là chủ một cái, nó không phải là một cái quán to mà một cái kiosk nhỏ, thì thật sự tưởng là nó sướng mà thực ra thì nó cũng khổ lắm. Thì bây giờ cái vấn đề mình mọi người hầu hết là mọi người chi phí mặt bằng thường chiếm bao nhiêu phần trăm cost, bao nhiêu phần trăm cost hả bạn? Thường thì chúng ta sẽ tính lên tổng doanh thu, thường thì mình sẽ tính lên tổng doanh thu thì nó, tại vì bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ tính cái chi phí đó dựa trên cái mà chúng ta dùng để trả cái chi phí đó, chứ mà tính trọng tổng chi phí thì nó lại, tại vì cả một cái cụm chi phí với nhau thì nó không có gọi là ảnh hưởng nhiều lắm, đúng không ạ? Thường thì chúng ta sẽ tính là chi phí mặt bằng là dựa trên cái doanh thu của mình. Đấy, ví dụ như là các bạn xác định một tháng các bạn bán 100 triệu đấy, thì các bạn phải xem xét kiếm cái mặt bằng nào đó tầm 10-15%, đừng đừng nhiều hơn. Nhân viên làm đổ vỡ. Anh Vương xưa giờ có giờ giải quyết vấn đề nhân viên đổ vỡ làm như nào không? Nếu mà mình có hệ thống có nghĩa là đền á, nó gọi là decoy system, đó là một tháng bạn cho phép nhân viên của bạn sẽ bể vỡ bao nhiêu và cái con số đó được quy ra là bao nhiêu cái món đồ. Ví dụ một tháng bạn cho phép nhân viên của bạn bể vỡ là 0.1 hay là 0.3% trên tổng doanh thu, thì cái tháng đó bạn thu được 100 triệu đi, thì 0.1 hoặc là 0.3 nó là khoảng bao nhiêu tiền, và bao nhiêu tiền đó nó được quy ra là bao nhiêu cái món đồ. Ví dụ bạn làm bể nhiều cái ly, ba cái ly chẳng hạn, tới cái ly thứ tư là bạn phải đền, mà cái đó thì được tính trên cả team chứ không phải là riêng một người nào hết, cho nên cả team sẽ cùng có trách nhiệm với nhau. Và nếu như bể vỡ thì cả team sẽ cùng đền chứ không phải là chỉ có một bạn nào đó đền. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ lấy tiền tiếp để mà mình xử lý những cái đó trước, vì cái tiền tiếp là cái tiền chung của tất cả các bạn. Còn riêng về quán của mình đó, thì khi mà mình thuê các bạn vào thì Phương nghĩ là mình nên trao đổi và nói rõ trước với các bạn về cái điều đó. Tất nhiên là bây giờ nếu mà đứng trên góc độ các bạn nói là lương các bạn đi làm tháng có mấy triệu rồi, giờ bắt các bạn đền thì sao, nhưng mà nếu như đặt các bạn vào vị trí của chủ quán, nếu như bây giờ nhân viên làm việc không có tâm, không có tỉ mỉ, không có giữ gìn đồ, chủ quán cứ hàng tháng phải bỏ tiền ra để mà mua đồ mới vì bể vỡ rồi, thì làm sao mà chủ quán có thể trụ nổi. Cho nên hai bên mình sẽ phải cùng có trách nhiệm với nhau và mình nói rõ trước với nhau, ví dụ như ở trong một mức độ nào thì mình chấp nhận và ở trong một mức độ nào thì bạn sẽ phải đền, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.
Hùng đồng ý với anh Phương vấn đề đó, tại vì ngày xưa Hùng làm cũng thế, tức là trong nhà hàng của Hùng hoặc là trong quán của Hùng bao giờ cũng vậy, tức là Hùng chấp nhận rằng à các bạn tháng này, tức là mình sẽ luôn chấp nhận là có một cái cơ hội một phần trăm nào đó là cái việc đổ bể nó không chấp, nó không tránh được, đúng không ạ? Ví dụ như đông quá mọi người đi mọi người va vào nhau một tí thì đổ một hai cốc ok, Hùng chấp nhận vấn đề đó, nhưng mà chỉ là tới một cái mức nhất định nào đó thôi, và nếu như mà mình đổ hơn, đúng không ạ, đổ hơn thì chúng ta buộc phải tính về chi phí. Thì thường á, nếu như mà hơn, nếu mà đổ hơn cái mức quy định thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lấy, mình sẽ trừ vào tiền tiền tiếp của nhân viên, và không phải là một người, cái này là chia đều cả team. Để làm sao cái này có hai vấn đề, thứ nhất á, chia một người á, thì nhân viên họ sẽ gánh, đôi khi là họ sẽ cảm thấy là hơi bất công, tại vì họ cảm thấy tôi làm vất vả mà tiền tôi không bao nhiêu rồi còn trừ lương tôi nữa, trừ tiền tôi nữa. Thì cái thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta chia cả team thì chúng ta sẽ bắt buộc cả team chịu trách nhiệm và mọi người phải trông coi nhau, và ở đâu cũng vậy hết trơn á, tức là các bạn không thể nào các bạn gọi là bắt tận tay dây tận trán cả. Thường có những cái nơi, có những lúc mà chúng ta đổ bể không ai biết, kể cả những người làm việc đó cũng không biết luôn đấy, hoặc là trong trong khách sạn chẳng hạn, ví dụ mình sẽ luôn trong tháng đó mình sẽ luôn có trong trong tháng đó mình sẽ luôn có một cái phần nhất định đồng ý cho đổ bể đấy, thì sau khi mà trừ đi cái phần đồng ý cho đổ bể đó, mà nếu có số tiền đổ bể nó vẫn còn vượt trên cái mức đấy thì người ta sẽ bắt đầu người ta trừ vào cái doanh thu của nhà hàng đấy, và cuối tháng là chủ nhằm quản lý nhà hàng sẽ phải ngồi giải trình lý do tại sao đấy. Thì thật ra cái vấn đề giải trình nó rất là đau khổ các bạn, mình sẽ phải ngồi với quản lý tài sản này, phải ngồi với giám đốc nhân sự, nhằm giám đốc tài chính này, cái công việc nó rất là áp lực. Cho nên đấy, nói chung thì bây giờ đã đổ bể thì chắc chắn là sẽ phải trừ vào tiền ở đâu đó đấy, quan trọng là của ai thôi, hoặc là của mình, hoặc là của nhân viên, hoặc là của chung đấy. Rồi. Mình có câu hỏi, có bạn Châu Đặng, mà bạn Châu hỏi là đối với quán mới mở thì nên khi lên menu thì nên định giá sản phẩm theo công thức như thế nào, thì thực ra mình chưa hiểu lắm ý là bạn bạn muốn định giá theo công thức là như là ý ý là làm sao, tức là bạn muốn có một công thức để định giá, hay là bạn muốn công thức pha đồ uống đó nó mang ra cái giá cost, mình hay gọi là cái giá cost đó, cái giá nguyên vật liệu như thế nào ạ? Bạn có thể type bên dưới là mình có thể trả lời câu đó không sao cả. Về phần chi phí nhân viên, chi phí phát sinh thu, các chi phí nhân viên và chi phí phát sinh từ nhân viên thì mình nên xếp bao nhiêu phần trăm so với doanh thu? Cái này khá là khó nói các bạn ạ, tùy vào cái vấn đề là chúng ta quyết định là chúng ta các chi phí mà các bạn cho nhân viên, các bạn phải hiểu thứ nhất là không những đơn thuần là các bạn chỉ trả lương đâu, các chi phí cho nhân viên đôi khi nó bao gồm cả phần các vấn đề là trang bị này, huấn luyện này, đào tạo này, và nó tùy thuộc vào vấn đề là các bạn muốn đầu tư mạnh vào nhân viên như thế nào đó. Đầu tư mạnh, các bạn càng đầu tư mạnh vào nhân viên của mình, tất nhiên là mình cũng phải lựa chọn chứ, đôi khi mình đầu tư cho người ta rất là dữ dội, mình training người ta rất là kỹ càng, đến cuối cùng xong người ta đi mất tiêu đấy, thì mình cũng phải cân nhắc tới vấn đề đó. Thật ra thì nếu như mà các bạn càng đầu tư mạnh cho nhân viên thì các bạn cái phần trăm đó thì các bạn sẽ càng nâng cao. Cái này thật ra thì nếu mà chi phí cho nhân viên thì nó không có một cái phần trăm thực sự nó cụ thể nào. Còn nếu như mà bạn muốn hỏi về chi phí lương ấy thì mình sẽ ở đây mình có một cái gọi là mình sẽ có một cái bảng gọi là một cái bảng profit and loss đơn giản cho mọi người. Chi phí lương đôi khi là cái phần gọi là, nói không 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 ngoa đâu, là cái phần mắc nhất mà mình thỉnh thoảng nó có thể là một trong những cái phần gọi là đắt đỏ nhất mà chúng ta phải đối mặt. Tại vì nói về lương thì lúc nào nó cũng nhạy cảm đúng không ạ? Đây là một cái bảng mình sẽ gọi là một cái bảng doanh thu profit and loss, rất là gọi là mình đã đơn giản bớt cho nó phù hợp. Cho nó phù hợp thì mình sẽ có ở đây trên này, đó là cái phần mình sẽ có một cái line gọi là total salary for of staff, tức là tổng lương, tổng lương nhân viên đúng không ạ?
Chúng ta có một anh manager mức lương là 15 triệu. Thực ra cái này là mình đang để ví dụ nha, chứ cũng không phải là mình ghi này cho mọi người làm đúng theo không con. Rồi tiếp theo chúng ta có hai anh trưởng ca, mỗi anh lương 8 triệu là 16. Và tương tự như chúng ta có mức lương của 10 anh nhân viên thì mỗi một một bạn nhân viên là 5 triệu, tương đương 50 triệu đúng không ạ? Thì đôi lúc chúng ta có thể thấy là mức lương nó có thể chiếm tới 40,5% tổng cái doanh thu của mình. Đây là mình đang để trên tổng doanh thu. Tuy nhiên nói vậy thì cũng không chính xác, tại vì nó phải tùy thuộc vào cái mục tiêu mọi người đề ra. Đây ạ. Thường thì cái mục tiêu mà mình hay đề ra là vào khoảng 18% trên tổng doanh thu, target của mình là 18%. Và trên thực tế thì mình, nếu như mà các bạn xét được, nếu như mà các bạn nên để tổng chi phí nhân viên của mình á, thì các bạn nên để vào khoảng quanh quanh 20% là tốt nhất. Đấy. Cái này là mình khuyến nghị, ý là mình gợi ý cho những người ban đầu. Tất nhiên là tùy thuộc vào cái mô hình của các bạn nữa. Nếu như mà các bạn quyết định là đầu tư những cái quán cà phê chất lượng cao, nó mang phong cách sang trọng, thì tất nhiên các bạn sẽ phải đầu tư rất là nhiều cho nhân viên, thì con số này không thể nào chỉ dừng ở 18% được, nó tùy thuộc vào bên mình. Ok. Ok, câu hỏi của bạn Lê Minh Hiếu. Câu bạn Lê Minh Hiếu là chi phí cho nhân viên lên rồi. Tiếp theo là bạn Azit Abi. Thì mình tính giá cốt như thế nào? Còn ngoài phần mềm kiosk Việt, mình còn nhiều phần mềm, mình còn phần mềm khác không? Có, mình còn rất nhiều các phần mềm. Ở dưới mình thấy có anh Phương đã nhắc qua rồi ạ. Mình có thể tính giá cốt bằng các phần mềm đó, hoặc mình tính bằng Excel không sao hết. Thời buổi bây giờ thì mình cảm thấy các phần mềm rất là hiện đại, không như mình hồi xưa. Hồi xưa mà mỗi lần mình làm mình phải ngồi mình gõ Excel, xong rồi mình nhập vào trong trong các cái bảng tính rồi mình in ra, nó rất là low tech. Đấy. Có lẽ là câu bạn Chi, bạn Châu Đặng hỏi mình là giá bán của sản phẩm để cover cả về lợi nhuận vận hành của marketing. Cái này phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Chứ tức là nếu như mà các bạn, thật ra thì khi mà các bạn set một cái giá bán, các bạn làm một cái giá bán đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải cân nhắc xem thử là các bạn cần bán bao nhiêu. Đó, và tổng chi phí của bạn chia ra là bao nhiêu thì nó mới phù hợp. Chứ mình không thể có một cái giá bán gọi là một cái giá bán cố định cho tất cả các cái loại menu đồ uống, để rồi mình áp cho các cái mô hình khác nhau được. Ví dụ như thế này, cũng trên cái bảng P&L này nha, mình sẽ chỉ cho các bạn đây. Ví dụ như là mục tiêu của chúng ta là bán 300 triệu đúng không ạ? Đây thì chúng ta sẽ có cái phần ở dưới đây, mình sẽ có một cái line đó là total cost of sale, tức là tổng các cái nguyên vật liệu á, tổng chi phí nguyên vật liệu á, thì chúng ta có là cái phần đó là chi phí nguyên vật liệu dành cho đồ uống là 30 triệu, tương đương với 12,5%. 12,5% đấy ạ. Thì tốt nhất là đấy, mình sẽ căn cứ dựa trên cái mục tiêu của mình đấy. Ví dụ như nếu như mà các bạn tăng cái con số này lên thì cái mục tiêu của mình, cái số mà mình nhắm tới nó sẽ phải thay đổi, chứ nó không có cố định được đấy. Rồi nào, bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái vấn đề cũng tương đối là quan trọng, nó vai trò của chủ quán. Thì thực ra thì vai trò của chủ quán ở trong quán vẫn hay rất là dễ bị nhầm lẫn á. Thì đầu tiên á, thì Hùng cũng xin phép nói luôn, mọi người thường hay hay nghĩ là chủ quán thì tức là chúng ta chỉ cần biết về 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 việc pha chế đồ, làm món A như thế nào, món B như thế nào, món C như thế nào đấy. Nhưng mà thật ra thì Hùng sẽ recommend, Hùng sẽ gợi ý mọi người đó là nếu mà là các bạn là một chủ quán á, thì các bạn nên tập trung, chúng ta nên tập trung vào những cái kỹ năng gì. Đầu tiên đó là chúng ta nên tập trung vào kỹ năng đó là thử nếm và mô tả đúng không ạ? Các bạn luôn phải nhớ rằng khi các bạn mở quán, các bạn là chủ quán, các bạn là chủ quán chứ không phải là các bạn là nhân viên pha chế đó.
Rất là nhiều bạn nhầm lẫn cái vấn đề này. Các bạn nghĩ rằng là chủ quán là phải phải rành rẽ về việc pha chế, phải biết, phải có những kỹ năng pha chế xuất sắc. Không phải vậy. Mình là chủ quán, mình là người quản lý, mình không cần phải master những cái kỹ năng đó. Cái quan trọng nhất của một chủ quán đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu sản phẩm của mình, chúng ta phải nếm được sản phẩm của mình, chúng ta phải mô tả được sản phẩm của mình để làm gì ạ? Để chúng ta kiểm tra chất lượng. Nhân viên của mình khi mà họ làm ra một món đồ uống thì đầu tiên mỗi một ngày chúng ta uống thử cái món đó, đúng không ạ? Thì chúng ta phải biết được rằng cái món đó nó có đúng với cái kỳ vọng của mình hay không, nó có giống như là hôm qua mình uống hay không, hay là nó khác. Và nếu như mà nó khác thì mình phải mô tả được cho người nhân viên mà là cái bạn pha chế đấy là nó khác như thế nào, nó chua hơn hay là nó đắng hơn hay là nó chát hơn hay như thế nào đấy. Bởi vì có rất nhiều bạn uống vào xong thì sao mà chị thấy nó không giống với hôm qua, nhưng mà không giống là không giống như thế nào, mình phải nói cho người ta biết đấy. Hoặc là mình nói là nó không ngon như hôm qua, nhưng mà ý là không ngon là phải mình phải bảo được các bạn ấy là không ngon là không ngon như thế nào đấy ạ. Thì mình phải có những cái kỹ năng nó mô tả được như vậy ở mức rất là tốt, để mình càng mô tả chi tiết mình càng chỉ được cho nhân viên của mình là cái món đồ uống của họ đang đang làm hiện giờ đấy nó ở mức nào, nó tốt hay không tốt, chi tiết tới mức nào thì càng dễ cho cái người nhân viên hay là các bạn pha chế của mình nó sửa chữa. Tiếp theo đó là chúng ta nên tập trung, vì chúng ta là chủ quán và chúng ta là quản lý, chúng ta nên tập trung vào dịch vụ khách hàng. Việc của các bạn đây, việc của các bạn chủ quán và các bạn làm manager là như thế này, là làm quản lý là như thế này. Chúng ta sẽ tập trung vào khách hàng của mình, chúng ta sẽ ra ngoài đó và chúng ta sẽ phải nói chuyện với khách. Chúng ta sẽ biết rằng khách hôm đó mình order cái gì, khách của mình có thích cái món đồ uống đó hay không, và tương tự đó, nó liên quan tới cái vấn đề thử nếm mà mô tả bên trên. Nếu mà khách của mình không thích, mình sẽ phải biết rằng tại sao mà nó không thích, tại sao người ta không thích, người ta không thích chỗ nào, để vào để mình có thể mình biết được là nó sai ở đâu đó. Đôi khi là nó sai là vì cái hương vị của mình nếm, cái hương vị của mình làm ra cái món đồ uống nó sai, nó không giống như mọi hôm. Hoặc đôi khi nó sai chỉ vì đôi khi hôm nay người khách đó họ không có khỏe trong người lắm, họ nếm khác vậy thôi đấy. Thì cái vấn đề tập trung vào dịch vụ khách hàng của chủ quán và quản lý là một vấn đề gọi là tối quan trọng, mà mình thấy rất là nhiều chủ quán đôi khi họ quên vấn đề này, họ quên mất là mình là chủ quán đấy ạ. Rồi tiếp theo đó là các bạn phải có cái kỹ năng tổ chức quy trình làm việc đấy. Thì một điều cực kỳ quan trọng đó, để mà cái quán vận hành nó tốt, tức là các bạn phải tổ chức cái quy trình làm việc của mình nó phải hợp lý. Thì có rất là nhiều cách để tổ chức cái quy trình làm việc để làm sao cho nó hợp lý và nó nhanh chóng gọn gàng. Thì việc đầu tiên mọi người để ý đó là cái quy trình làm việc của mình nó tốt nhất là phải theo một chiều, tức là nó phải đi từ đầu A tới đầu B, tức là từ lúc mà khách hàng vào cho tới lúc mà khách hàng nhận nhận đồ uống của mình đó là một chiều, và những cái bước đó là không có nhân viên nào họ dẫm chân lên nhau đấy. Đây là một điều mà mình thấy nhiều quán họ không để ý, tức là các bạn làm cái quán xong rồi sau đó rồi các bạn mới thay vì các bạn thiết kế cái quy trình làm việc của mình trước rồi các bạn xây dựng rồi các bạn mua đồ sau đó các bạn mới thiết kế quy trình làm việc, thì vô trình chung là các bạn làm nó hơi hơi bị lạc, nó không có tối ưu hóa được cái quy trình làm việc. Mình có thể chỉ với bạn một chút, mình có thể show bằng một cái đây là một cái quy trình làm việc một chiều mà mình thấy nó tương đối nó rất là hợp lý. Sorry. Thì việc đầu tiên của mình á, cái quy trình làm việc một chiều á, rất là nhiều là mình thấy rất là nhiều quán họ quên cái vấn đề này. Sorry. Đúng ạ. Thì hầu hết các quán gặp nhiều vấn đề, đó là chúng ta xây dựng trước, chúng ta xây dựng toàn bộ phần cứng trước, chúng ta mua máy móc trước, chúng ta mua nguyên vật liệu trước, rồi sau cuối cùng chúng ta mới xây dựng quy trình làm việc. Thì thực ra cái vấn đề là chúng ta phải làm ngược lại, chúng ta phải xây dựng cái quy trình một chiều trước, cái quy trình làm việc của mình hợp lý trước. Thì ở đây mình sẽ có một cái quy trình làm việc gợi ý cho mọi người. Đầu tiên á, mọi người phải để ý đó là cái cửa ra vào nó nằm ở đâu trước. Sau đó chúng ta từ cái cửa ra vào đó là khách họ sẽ vào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ lấy order ở đâu. Rồi xong rồi chúng ta sẽ setup
bởi vì chúng ta là quán cà phê, hay cứ cho là chúng ta là mở quán cà phê, thì chúng ta sẽ biết được cái khu vực mà chúng ta xay cà phê, chúng ta lấy cà phê, chúng ta đập bã bỏ cà phê nó nằm ở đâu khu vực, rồi tiếp theo là cái khu vực mà chúng ta chiết xuất cà phê nó nằm ở đâu, chúng ta làm cà phê nó nằm ở đâu, rồi khu vực chúng ta đánh sữa hoặc là chúng ta lấy sữa đặc sữa tươi gì đó nó nằm ở đâu, và sau đó là cái khu vực mà chúng ta sẽ phục vụ đồ uống. Đấy. Thì đối với mình ở đây là mình sẽ chỉ ở đây cái khu vực này của mình nó sẽ như thế này. Đầu tiên đó là cái cửa cửa ra vào của mình ở đây, tiếp theo là cái khu vực này, khu vực mà chúng ta sẽ lấy order. Đấy. Thì ở chỗ này là mình lấy order, là mình lấy order tại quầy. Đôi khi á, nếu mà các bạn quyết định lấy order tại bàn thì cái phần này thực ra nó sẽ không ảnh hưởng lắm. Đấy, tại vì người ta ra bàn thì nhân viên của mình sẽ đi tới bàn và lấy order, thì nó sẽ không ảnh hưởng lắm ở cái khu vực lấy order này. Tiếp theo đó là khu vực mà chúng ta sẽ xay cà phê cũng như là lấy cà phê bột để pha chế để làm cà phê cho khách. Rồi tiếp theo đây là khu vực brew, khu vực chiết xuất cà phê, và bên ngay bên đó là khu vực mà chúng ta thiết kế để đánh sữa cũng như là mình sẽ dùng sữa đặc sữa tươi ở đây. Đấy. Và đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ mang đồ uống chúng ta đưa cho khách. Thì bên cuối mình sẽ có thể thể hiện cho các bạn thấy, là các bạn thấy rằng cái cửa exit của mình, đúng không ạ, cái cửa vào và ra của mình. Sau đó là qua bên trái chúng ta thấy là cái khu vực mà order là anh nhân viên đang order. Tiếp theo là đó, ngay bên cạnh cái khu vực anh nhân viên order đó là anh barista đó. Sau khi anh nhập order, anh sẽ đi thẳng sang, anh sẽ chỉ bước một bước sang phía bên trái, ảnh lấy cái tay cầm ảnh xay cà phê đấy, ảnh xay cà phê và ảnh chiết, ảnh xay cà phê xong rồi ảnh lại dịch thêm một chút ở bên bên trái nữa, ảnh chiết cà phê bên đó xong ảnh đặt xuống ngay bên cạnh là khu vực đánh sữa luôn đấy. Sau khi đánh sữa và chuẩn bị xong thì mình anh chỉ cần anh xoay phía đằng anh xoay thẳng ra phía đằng sau đấy, anh xoay thẳng mà anh ấy xoay thẳng ra phía đằng sau và anh ấy đưa cà phê ra cho khách đó, và khách tại khu vực phục vụ đấy đấy, họ nhận xong họ sẽ đi thẳng ra ngoài cửa hoặc là họ ngồi đó. Tức là toàn bộ các quy trình này mình có thể thấy nó đi thẳng từ bên phải sang bên trái, và nhân viên cứ thế mà đi vòng, chứ chúng ta không cần phải là người này chạy chạy ngược lại cái chiều đó, và nó gây ảnh hưởng tới tới cả một cái hệ thống làm việc như vậy. Đấy. Cái việc này nó quan trọng hơn, cái việc này nó quan trọng là ở chỗ đó là nó tối ưu hóa cái dòng làm việc của mình, nó tiết kiệm thời gian cũng như là nó làm cho một nhân viên của mình á, trong một cái chuỗi làm việc như thế họ làm việc rất là thuận lợi, và nó tăng cái năng suất lao động của mình lên. Đấy. Ok, thì mọi người chủ quán á, mọi người là chủ quán á, mọi người sẽ phải hết sức là để ý cái vấn đề này, bởi vì mình đã đi rất là nhiều các quán cà phê và không phải quán nào cũng có một cái quy trình làm việc hợp lý. Đôi khi mọi người sẽ thấy là người ta đặt cái quán cà phê á, đôi khi người ta đặt cái máy cà phê ở chính giữa, nhưng mà cái quầy order á, người ta đặt ở phía bên cuối quầy, và cái khu vực mà xay cà phê á, họ lại để ở phía hướng ngược lại. Như vậy nó khiến cho barista, cái nhân viên pha chế của mình, họ sẽ phải chạy chạy tới chạy lui giữa hai đầu quầy, nó rất là mất thời gian đấy. Thì đây là một trong những cái quy trình gọi là mình lấy làm mẫu ví dụ để các bạn có thể tham khảo được là cái quy trình một chiều là như thế nào đấy ạ. Rồi rồi tiếp theo ạ, sau cái kỹ năng tổ chức, sau cái kỹ năng tổ chức thì chúng ta còn như nãy giờ mình nói, khả năng chúng ta phải kiểm soát chi phí. Đấy. Chi phí của chúng ta thì rõ ràng là khả năng kiểm soát và chi phí nguyên vật liệu của mình. Thì cái vấn đề kiểm soát chi phí nguyên vật liệu cũng như là các cái chi phí khác nó phải ở mức rất là tốt các bạn. Với là một chủ quán thì chúng ta sẽ phải chăm lo vấn đề doanh thu, làm ra, tức là làm ra cái quán thì phải có lợi nhuận. Thì để làm ra lợi nhuận chúng ta phải tối ưu hóa chi phí cũng như là max, chúng ta phải tối ưu hóa cái doanh thu của mình đấy ạ. Rồi vậy thì mình sẽ nói thêm một chút về việc đôi khi các bạn, rất là rất nhiều chủ quán thường hay hỏi mình đó là ủa về chủ quán này không cần có chuyên môn pha chế câu trả lời là các bạn nên có chuyên môn pha chế, nên có, nhưng nhưng cái vấn đề là cái chuyên môn pha chế của mình nó phải nằm ở mức nào, đúng không ạ? Bởi vì mình đã gặp rất nhiều chủ quán họ có chuyên môn pha chế rất là tốt, thật sự có những chủ quán có chuyên môn pha chế rất là tốt, đó là một điểm cộng các bạn. Vậy các bạn sẽ biết chính xác rằng barista mình đang làm gì trong quầy, hoặc là các bạn đứng bên ngoài các bạn nhìn vào bên trong
các bạn sẽ biết ngay được rằng à cái việc đó là cái nhân viên mình, nhân viên pha chế của mình, nhân viên barista của mình làm có đúng hay không, à, hay là họ đang làm sai đấy. Nhưng mà đồng thời tại vì các bạn có một kỹ năng tốt đó, tốt quá, thành ra các bạn rất là dễ sa đà vào cái việc đó là các bạn trở thành nhân viên pha chế luôn đấy. Và các bạn quên mất rằng, các bạn đang là chủ quán đó. Và mình vẫn hay nói vui khi mà mình gặp những bạn của mình mà cũng làm pha chế, và thời gian đầu, và đặc biệt là những cái bạn mà đang làm barista hoặc là đang làm pha chế nè, xong rồi thời gian đầu họ quyết định họ chuyển lên, họ 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 mở kinh doanh riêng, họ làm chủ quán. Đây là những cái bạn rất là hay gặp những trường hợp này đấy, rất là vui. À, mình vẫn hay, bọn mình ngồi vui, những bạn đó mà ngồi chung với mình hay vui, họ hay nói là tao có cảm giác như tôi có cảm giác như tôi đang làm nô lệ cho cái quán của tôi vậy. À, tại vì sao? Tại vì các bạn làm gần như hết. Tức là các bạn cảm thấy là khi mà các bạn có chuyên môn tốt, các bạn nhìn vào nhân viên của mình, các bạn luôn luôn cảm thấy có một ít ít nhiều các bạn sợ là người ta làm không đúng đó, hoặc là người ta mang lại cái sản phẩm nó không có đúng với cái kỳ vọng của mình. Thế là các bạn quyết định là các bạn tự làm luôn đó. Và như vậy cái nó khiến cho các bạn sa đà vào cái việc là các bạn làm cái làm đồ uống suốt, và các bạn quên mất rằng là cái công việc chính của mình không phải là mình làm đồ uống. Nếu mà mình làm đồ uống thì mình để barista làm, chứ mình thuê họ làm gì, đúng không ạ? Đấy. Rồi thế thì nếu như mà các bạn làm như thế, đôi lúc các bạn sẽ bị hơi cứng nhắc trong cái việc thay đổi cái cách làm cũng như là cái hương vị đồ uống của mình đấy. Và đôi khi nó khiến các bạn cảm thấy là mệt mỏi nữa, tại vì các bạn sẽ cảm thấy rằng mọi thứ nó không đi đúng những gì mình muốn, cũng như là không có đi 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 theo cái sự sắp đặt của mình đấy. Rồi nhưng mà bù lại, nếu như mà nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vậy bây giờ cái câu hỏi là ô thế thì nếu như mà bạn là chủ quán nhưng bạn không có chuyên môn pha chế, thế thì được không? Câu trả lời cũng là không ạ. Tức là các bạn không được phép không biết gì, các bạn phải biết ở một mức nào đó. Bởi vì bao giờ cũng vậy, khi mà các bạn không biết gì về cái kỹ năng pha chế cũng như cái chuyên môn pha chế thì rất là dễ các bạn bị những nhân viên, tức là bạn nhìn vào các bạn không biết là nhân viên của mình họ đang làm gì đấy, và rất là dễ dàng các bạn bị nhân viên qua mặt. Và cái vấn đề này ở chỗ là mình đã thấy rất là nhiều những chủ quán họ chỉ mới mở, họ không có thường, mình gặp rất là nhiều các cái khách hàng họ nhảy từ một cái lĩnh vực hoàn toàn không liên quan tới F&B sang họ mở quán cà phê, họ không có chuyên môn gì cả. Và một trong những cái yếu tố đầu tiên mà họ gặp mà mình thấy thấy luôn thấy liền luôn đó là cái hao phí nguyên vật liệu của họ cực kỳ cao, tại vì họ không hề biết rằng cái gì, việc gì đang xảy ra bên trong quầy bar của họ hàng ngày vào, họ mất tiền nhưng mà họ không hề biết, họ không biết là cái việc đó nó xảy ra từ đâu, nó xuất hiện ở đâu đấy. Rồi cái thứ hai rất là dễ thấy, đó là những chủ quán mà họ không có chuyên môn á, thường á rất là dễ mà họ thiết kế một cái quy trình làm việc nó rất là lộn xộn, nó không có khoa học và hợp lý đấy. Thì nếu như mà thực sự các bạn không có chuyên môn thì mình thật sự mình khuyến nghị là làm gì mình cũng phải biết, thì các bạn phải đi học, ít nhất các bạn phải biết thế nào là cà phê, thế nào là vận hành cà phê đấy ạ. Thì hoặc là các bạn có thể cân nhắc tới việc đó là mình thuê một bên thứ ba có chuyên môn tốt để làm vận hành cho mình, thì chúng ta thay vì chúng ta quản lý cả cái quán thì chúng ta sẽ đi quản lý cái bên thứ ba đó, nó đơn giản hơn nhiều, đúng không ạ? Vậy thì nói tóm lại thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ thêm về về chủ quán cũng như là vai trò của chủ quán đấy. Thì các bạn không biết là có thêm thắc mắc gì không? Trong lúc chia chờ các bạn nhà mình chia sẻ, mình sẽ nghe thêm ý kiến của anh Phương được không ạ? Anh Phương cũng từng là một chủ quán rất là lâu năm, và anh Phương cũng có bề dày kinh nghiệm rất là đặc biệt là trong ngành cà phê. Anh Phương có bề dày kinh nghiệm trong ngành cà phê rất là lớn. À, tiếp lời của Hùng á, thì Phương có một cái ý mà muốn chia sẻ với mọi người là thông thường thì khi mà mình không biết làm gì mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là mở quán cà phê. Mình thấy nhiều người mở quán là mình cũng mở quán, mình nghĩ là mình cứ đi học pha chế về tự nhiên mình mở được cái quán cà phê. Nhưng mà thực ra thì
nếu mà người đã làm chủ quán rồi thì mọi người sẽ thấy là không phải là mình cứ biết pha chế là mình mở được quán cà phê. Và cụ thể là những cái gì mà sáng giờ Hùng chia sẻ, hoặc là nãy giờ những cái gì mà mọi người nêu lên câu hỏi ấy, để rồi mình cùng có những cái ý mình mổ xẻ với nhau ấy, thì mọi người thấy là quản lý một cái quán cà phê nó không phải chỉ đơn thuần là tôi biết pha chế là xong. Và mở cái quán cà phê rất là dễ, tôi không biết làm gì tôi sẽ đi mở cái quán cà phê, thì nó không phải là vậy. Các bạn mở một cái quán cà phê thì dễ thiệt, nhưng mà các bạn vận hành được nó và các bạn làm cho nó sống và nó sinh lời thì cái đó mới là câu chuyện khó. Thì nếu mà các bạn nghiêm túc xem nó như là một cái công việc để mình làm và mình sẽ kiếm sống từ nó, thì các bạn nên dành cho nó một cái sự nghiêm túc nhất định. Nghiêm túc ở đây là ví dụ như là về cả kỹ năng, hoặc là về cả cái nhìn nhận của mình để mà mình chuẩn bị cho nó cho hợp lý. Còn nếu như mà mình chỉ nhìn nhận nó ở góc độ đơn giản là giờ tôi cứ mở ra rồi tự nhiên có khách thì nó sẽ không phải là một câu chuyện tự nhiên đâu. Những cái ý mà nó đi sâu về vấn đề thì nãy giờ Hùng đã chia sẻ khá là nhiều và Phương không có nhắc lại, thì Phương chỉ muốn nói với các bạn cái ý đó về cái nhìn nhận của mình đó. Nó cần phải đúng thì mình mới làm đúng được, hoặc là nó cần phải đúng thì mình mới có cái động lực để mình cố gắng mình đi tiếp. Còn nếu mà chỉ đơn giản là giờ tôi không biết gì hết thì tôi mở quán cà phê nó dễ mà, xong rồi tự nhiên khi các bạn thấy khó lúc đó mình giải quyết sao? Nó sẽ có một số trường hợp là nếu mà tôi giải quyết được do may mắn thì tôi làm tiếp, rồi tới lúc mà may mắn nó đi qua rồi thì tôi làm tiếp làm sao. Có thể là nếu mà mình vẫn còn cái động lực với cái công việc đó thì mình đi tìm hiểu, mình hỏi thăm rồi mình làm và nó thật sự có kết quả. Nếu mà nó không có kết quả thì sao? Một ngày đẹp trời nào đó các bạn là phải đóng quán, thì đó là những cái trải nghiệm mà không ai mong muốn hết cả. Và cho nên là Phương hy vọng là nếu mà các bạn thật sự muốn làm, hoặc là nếu mà các bạn đã có quán rồi và mình muốn thay đổi nó, hoặc là mình muốn làm cho nó tốt lên, thì mình nên nhìn nhận nó đúng mức, ở một cái vị trí là nó thực sự là một công việc mà mình có thể gắn bó với nó, để rồi mình sẽ dành cho nó những cái tâm tư nó phù hợp. Vì như các bạn thấy là rõ ràng là bây giờ mình đi ra ngoài đường thì mình hoàn toàn có thể thấy là người ta đóng cửa quán khá nhiều mà, và cũng có những cái quán mới mở lên nhưng mà trụ được bao lâu thì chưa ai biết. Cho nên là nếu mà mình nhìn ở góc độ là mình thấy quán mở nhiều á, thì nó không có sai, và rồi mình có động lực để mình mở quán đó là điều tốt. Nhưng mà mình cũng nên nhìn ở góc độ là những cái quán mà người ta đã đóng cửa, để rồi mình có một cái sự thận trọng hơn trong cái việc mà các bạn làm. Phần cuối thì mình xin phép là như thế này, mình sẽ có một cái file gọi là mình cho mọi người, mình sẽ có một cái file gọi là business model. Mình nghĩ là mọi người có thể, cái này là một phiên bản cũng tương đối là đơn giản mình soạn ra, bởi vì cái file mình thường dùng nó phải lên tới vài trăm dòng cơ, nhưng mà tại vì cái thời gian của mình cũng tương đối là có hạn ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái file này. Đây là cái file mà mình hay dùng để mỗi khi mà mình lên một cái kế hoạch, cũng như là mình chuẩn bị mình draft, nôm na mình draft qua một cái quán ấy, thì mình sẽ xem xét nữa là nó dựa trên con số thì nó sẽ mất bao lâu đấy. Một số mô hình các quán mà rất là hiệu quả. Được, bạn 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 Hoàng phải không ạ? Bạn Trang, sorry bạn Trang. Bạn Trang đợi mình chút xíu, mình sẽ nói sơ sơ về cái này chút. Mình cũng có một vài cái mô hình mình rất là ưa thích. Nhưng mà mình cũng phải nói với bạn Trang luôn nha. Mô hình ưa thích thì mình có, nhưng mà hiệu quả hay không thì nó phụ thuộc vào người làm. Chứ không nghĩa là mình thích nó hiệu quả. Đôi khi mình thích những cái mô hình nhưng mà nó người làm nó không có hiệu quả lắm. Và đôi khi cùng một mô hình nhưng mà anh A anh làm nó không hiệu quả, cô B làm hiệu quả và cô C làm lại không hiệu quả đấy. Nó phụ thuộc rất là lớn vào cái người đứng đầu. Thì trước tiên mình xin phép mình chia sẻ cái này là một cái bảng đơn giản mà mình hay dùng để mình gọi là trước khi mà mình làm một cái dự án nào đó mình hay ráp sơ. Đầu tiên chúng ta có một cái tab là tab menu ở đây, một cái tab menu bao giờ cũng vậy. Chúng ta có đồ tên, tất cả đồ uống, tức là nôm na là các bạn sẽ biết là cái quán các bạn bán cái gì đó. Tab thứ hai là tab công thức, tức là các bạn có cái menu đồ uống xong rồi các bạn sẽ biết được là công thức mình phải pha như thế nào đấy ạ. Thì công thức được pha như thế nào thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái khẩu vị của cái nơi mà các bạn muốn bán, cũng như là cái đội khách hàng mà các bạn phải làm đấy. Rồi từ cái file công thức này mình sẽ có một cái phần nguyên liệu đấy, tức là hai cái file đại khái là nó sẽ link với nhau, hai cái tab công thức và nguyên liệu nó sẽ link với nhau
Tức là nếu như công thức của mình bên kia hay công thức của mình bên này, mình thay đổi một con số bên này thì nó sẽ cho mình một cái kết quả giá cost bên này là nó khác, đúng không? Thực ra thì ba cái tab công thức, nguyên liệu và giá cost là nó link với nhau đấy, thì chúng ta có thể làm cái này. Thực ra thì tại vì mình chắc là mình cũng hơi mình nhận lỗi, mình cũng hơi lâu tắt một tí, tại vì mình dùng Excel rất là nhiều năm rồi, cho nên là hay mình vẫn chưa có thói quen dùng Excel. Những cái việc như này thật ra bây giờ những cái phần mềm bán hàng đều có thể làm được đó. Chúng ta chỉ cần nhập những cái nguyên liệu đầu vào, cũng nhập công thức, là những cái phần mềm nó tự động nó làm giùm mình hết, mình không cần phải ngồi gõ lệnh như thế này đấy. Thì đây là giá cost. Và tab tiếp theo của mình là mình có cái investment, gọi là investment budget, tức là cái đại khái đó là cái vốn, cái chỉ tiêu đầu tư của mình ấy. Cái chỉ tiêu đầu tư á thì bao giờ cũng thế. Thật ra thì cái này tùy thuộc vào từng cá nhân cũng như là từng mô hình ạ, chứ không phải là cái này áp dụng cho tất cả mọi thứ mình luôn nói nha. Tùy vào từng mô hình mà những cái thông tin nó hoàn toàn có thể thay đổi. Ví dụ như đầu tiên mà đây á, với mình đây này, mình sẽ có cái dòng đầu tiên nó là 3 tháng cash on hand. Tức là với mình là như thế nào, khi mà các bạn mở một cái quán hoặc là mình mà mở một quán, bây giờ mình cũng sẽ cân nhắc là mình có đủ 3 tháng tiền mặt để mình chi phí hay không. Bởi vì 3 tháng đầu chúng ta hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái mô hình kinh doanh của mình hết. Có thể chúng ta lỗ, có thể chúng ta lời, có thể chúng ta hòa vốn, chúng ta không có lời cũng không lỗ đấy. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải có những cái tình trạng nó gọi là chúng ta phải có một ít tiền để chúng ta bù lại những cái tình trạng nó tệ nhất xảy ra. Thì mình thường mình sẽ cố gắng mình giữ 3 tháng tiền mặt đó. 3 tháng tiền mặt của mình trong này là 150 triệu. Và mình sẽ có một tháng tiền để mình chi trả nguyên vật liệu, tức là tổng cộng với số tiền mà mình đã đầu tư mình sẽ có thêm một tháng nữa đấy, là tổng cộng ở đây là 25, là thêm một tháng tiền nguyên vật liệu là 25 triệu. Rồi các cái chi phí trang thiết bị cơ bản của mình ở đây đấy. Ở dưới đây là các cái chi phí dành cho pháp lý, bao gồm giấy phép, rồi giấy, các loại giấy tờ liên quan, tiền làm branding. Tiền làm branding thì thực ra thì có thể không, tùy vào mô hình của mình. Ví dụ như các bạn quyết định mở một cái quán nhỏ nhỏ ở nhà làm thì không cần branding làm gì cả đấy. Nhưng mà nếu như mà các bạn quyết định mở một cái quán, quyết định là có tên, có thương hiệu, thì các bạn buộc phải để branding vào đấy. Thì số tiền branding này nó không cố định, nó tùy thuộc vào cái mô hình các bạn mở cũng như là cái kỳ vọng của bạn lớn đến mức nào. Renovation đôi khi là các bạn rất là tiền các bạn sửa sang nhà cửa này, tiền các bạn xây dựng lại cái nơi mà các bạn định sẽ kinh doanh đấy. Thì nếu như mà bạn nào mà may mắn mà có một cái địa điểm mà không cần renovation thì ok, quá tốt, các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền đấy. Ví dụ như là không đồng, đúng không ạ? Không đồng ở đây đấy. Còn nếu như mà chẳng may những người nào mà ví dụ như là mà tìm được một cái địa điểm nó không tốt quá mà chúng ta buộc phải chi tiền vào, thì mọi người cũng nên cân nhắc tới vấn đề tiền renovation có cao hay không. Rồi thì nó sẽ cho mình một cái con số đại khái là tổng cái, ở đây là planning, cái cột này là cột, cột này là cột, mình chú ạ, cái cột này là cái cột kế hoạch, nôm na nó là cái này là cái kế hoạch chúng ta đề ra đó. Thì hiện giờ là tổng số chi phí đầu tư trong kế hoạch của mình là 794 triệu đó. Nhưng mà bằng cách nào đó thì vì nhiều tiền quá chúng ta không có, tuy nhiên cái con số 3 lần của chúng ta là chúng ta chỉ có 645 triệu 500 nghìn thôi đấy. Rồi. Câu hỏi bao nhiêu phần trăm doanh thu cho marketing thì từ từ mình sẽ trả lời ạ. Nó cũng không hẳn là có một con số fix, nhưng mà rồi bây giờ chúng ta sẽ có fixed monthly cost, tức là fixed monthly cost hoặc là đôi khi chúng ta sẽ gọi là chi phí vận hành cố định hàng tháng. Nó bao gồm những cái tiền mà chúng ta sẽ chi ra hàng tháng không thay đổi, hoặc nếu có thay đổi rất là ít. Ví dụ như là tiền thuê nhà, đúng không ạ? Tiền thuê nhà thì gần như mọi người chắc chắn là sẽ không thay đổi trong một năm. Bởi vì chúng ta mở quán, mình theo kinh nghiệm của mình thấy mở quán hầu hết mọi người sẽ ký hợp đồng ít nhất là 6 tháng. Không ai mở một cái quán xong rồi tự nhiên sau 6 tháng chúng ta đầu tiên chúng ta mở quán, chúng ta sang sửa, chúng ta đầu tư, xong 6 tháng chúng ta dọn đi hết. Không ai muốn có một đó, cái việc đó xảy ra cả. Thì hầu hết là mọi người đều sẽ ký hợp đồng ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm. Đấy. Rồi, tiền trả barista, thì ở đây là tiền lương đấy, tiền cho manager, rồi tiền cho điện, tiền nước, tiền internet,
tiền các bạn dùng cho Google Account vân vân, các bạn đừng lo, các file này sẽ đều đều sẽ chia sẻ. Mình sẽ có một tệp file mình chia sẻ cho các bạn hết. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý rằng những cái file này là ở mức đơn giản, mình đã tinh nhận hóa nó để phù hợp với buổi chia sẻ ngày hôm nay, chứ trên thực tế những cái file mà mình áp dụng vào thực tế nó phải dài hơn rất là nhiều. Và có những cái file file đỉnh cao, à nhầm, file nhiều nhất mà mình từng làm ấy là nó phải dài tới gần 1.000 dòng, bởi vì chủ đầu tư lúc đó rất là chi tiết, phải đòi chị họ liệt kê ra từng tí một đấy. Rồi POS tức là hệ thống, bán hàng của mình. Rồi YouTube Premium, cái này mình mới thêm, hồi xưa nó là Spotify mà mình không có, nhưng mà bây giờ thì mình thấy người ta dùng YouTube Premium nhiều hơn. Rồi chi phí dành cho nhân viên bảo vệ, marketing, chi phí dành cho accounting tức là chi phí dành cho mình thuê những cái công ty ngoài, những công ty mà họ sẽ giúp mình làm các vấn đề về kế toán. Bởi vì mình xác định là quy mô của mình là vừa và nhỏ thì đương nhiên là mình sẽ không thuê kế toán, mà mình sẽ thuê một công ty outsource để làm kế toán cho mình. Và ở phút cuối thì mình có thể tính đại khái, là mình tính sơ được rằng ok, một tháng mình sẽ chi hết bao nhiêu tiền rồi ạ. Thì cái tab cuối cùng mình đã là tab lợi nhuận. Ok, thì vốn đầu tư của mình ban đầu mình xác định nó là 400 triệu, ví dụ vậy. Thật ra thì nó ở đây ạ, đây là 645 triệu 500 nghìn, đấy là mình tính số 3 lần nha. Đây mình sẽ thay cho các bạn 645 triệu 500 ngàn đó. Tiền thuê mặt bằng của mình thì là 14 triệu một tháng. Thật ra con số này rất là cao đó. Mình thấy cái file này, mình thấy con số này tại vì thực tế chủ đầu tư lúc này nó như vậy đấy. Thật ra con số này rất là cao chứ không không thật sự không không thấp đâu. Rồi số tầng một, diện tích là 68. Thực ra hai cái này mọi người có mà điền không có thì cũng không sao, quan trọng nhất là số chỗ ngồi của mình 75 chỗ. Thì tùy vào việc mọi người sắp xếp cái quy trình làm việc của mình cũng như là tổ chức cái mặt bằng của mình, số chỗ nó có thể thay đổi. Đúng không? Thời gian mở cửa từ từ 8 giờ đến 9 giờ. Ok rồi, con số này cũng quan trọng, là mục tiêu doanh thu đầu người 50.000 một người. Cái này rất là quan trọng, bởi vì cái con số này nó sẽ sinh ra cái doanh thu tổng cho mình. Đấy, chúng ta phải xác định được là một đầu người chúng ta bán bao nhiêu tiền. Nó tùy thuộc vào kỳ vọng của mình là chính. Và thật ra thì tùy thuộc kỳ vọng của mình và cái đối tượng khách hàng mà mình nhắm tới nữa. Sẽ có những đối tượng khách hàng họ có thể đáp ứng được cái con số 50.000 này rất là dễ dàng. Nhưng mà có những đối tượng khách hàng họ hoàn toàn họ không đáp ứng được. Đấy. Hoặc thậm chí có những đối tượng khách hàng họ vượt xa những cái con số 50.000 này. Nhưng mà tùy vào việc là mọi người nhắm vào đâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có những cái kịch bản đây mà mình sẽ chỉ cho mọi người. Chúng ta có 5 kịch bản, mình sẽ đại khái là chỉ cho bạn 5 kịch bản. Số chỗ ngồi của mình này, số khách buổi sáng này, số khách buổi trưa, số khách buổi chiều, kiểu kiểu thế. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ á mình sẽ phải xác định này 0.1, thực ra chính là mô 100% ấy. Mọi người chờ tí, cái màn hình của mình nó đang hơi hơi lát. Rồi bây giờ mình sẽ xác định nha, là cái vòng quay buổi sáng của mình, tức là vòng quay sẽ là cái chỉ số turnover của một cái ghế 0.1, tức là 100%, tức là các bạn xác định một buổi sáng cái ghế 75 ghế của các bạn thì mỗi một lần các bạn bán được một khách. Đây. Thì nếu như và buổi trưa là cũng 0.1, buổi chiều mình xác định là nhiều hơn, đúng không ạ? Nhiều hơn tức là một một ghế thì bán được 0.2, tức là hai lần, gấp hai lần. À 0.1 tôi ra là 10%, sorry. 0.1 là 10%. Và tương tự 0.2 là 20%. Thì tổng số khách một ngày của mình là được 45 khách, tức là chúng ta có 75 chỗ, nhưng mà chúng ta không bán hết, chúng ta chỉ bán được 45 khách một ngày. Đấy. Coi như là ở đây mình sẽ lược bỏ cái phần là khách bán, khách away thôi, không quan trọng. Đây doanh thu ngày. Doanh thu một ngày của bạn là 2 triệu 250 nghìn, bởi vì sao 45 khách nhân cho 50 nghìn thì doanh thu đầu người mà. Đấy. Mình sẽ ví dụ giảm trừ
tức là ok giảm trừ mình không có phần giảm trừ. Doanh thu thuần một tháng là 30 ngày của mình là 67.500.000, chi phí giá vốn như thế này, chi phí giá vốn ở đây là thật ra chiếm 25% ấy ạ. Rồi lợi nhuận gộp của mình sau khi trừ đi chi phí giá vốn, rồi sau đó là đây là chi phí vận hành trong vòng một tháng, chi phí nhân viên, à, những thứ mà mình sẽ liệt kê một chút đây. Anyway thì cuối cùng chúng ta sẽ có cái kịch bản của mình đấy, là thực ra là chúng ta đang lỗ đúng không ạ, chúng ta đang lỗ với cái kịch bản đó là chúng ta bán 45 khách một ngày, mỗi một khách 50.000 đấy, thì chúng ta đang lỗ. Chúng ta con số âm 45 này nó là lỗ thôi, càng lúc chúng ta càng lỗ. Và kịch bản thứ hai của mình ngược lại, chúng ta có khá hơn một chút, đó là chúng ta bán được tổng là 60 khách một ngày. Thì mình hãy mặc mình sẽ đơn giản hóa bằng cách là gần như là tất cả mọi thứ nó sẽ thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi số khách thôi đúng không ạ. Thì cái thời gian của mình là thời gian hoàn vốn của chúng ta là 422 tháng. Có ai mở, có ai muốn mở một cái quán mà mất 422 tháng là tương đương với bao nhiêu năm ạ? Chắc khoảng 20 năm để hoàn vốn không? Đương nhiên là không rồi, mình nghe con số đó mình đã thấy phát mệt đấy. Và tương tự như ở đây mình cũng có là một kịch bản khác thì nó khá hơn, đó là một ngày mình bán được 67.5 khách, tức là chỉ cao hơn con số 60 này chút xíu thôi, thì mọi chuyện nó khá hơn chút xíu ạ. Đó là 60, chúng ta cần 60 tháng. Thật ra thì nó khá hơn là tại vì ở đây chúng ta có cả phần, tức là chúng ta bắt đầu có cái phần 10% doanh thu, 10% từ tỷ lệ take away đấy, thì cho nên nó sẽ đóng góp nhiều hơn đấy. Và kịch bản tiếp theo á, là của mình là 23 tháng để hoàn vốn, bởi vì mình bán được 90 khách một ngày đấy ạ. Và tương tự trong kịch bản tuyệt vời nhất là một ngày chúng ta bán được 120 khách, thì chúng ta chỉ cần 10 11 tháng nó hoàn vốn thôi đấy. Thì đây là một cái file đại khái là mình wrap nó đơn giản để mình có một cái nhìn ban đầu mỗi khi mình bắt đầu một cái mô hình nào đó. Thì những cái con số mà chúng ta hay thay đổi nhất là đầu tiên nè, đó là mục tiêu doanh thu đầu người đó. Nếu như mà chúng ta đôi khi chúng ta chỉ thay đổi một con số nhỏ thôi nhưng mà nó hoàn toàn có thể thay đổi cả một bức tranh luôn đó. Ví dụ nha, mình sẽ thuê vào đây là tiền mặt bằng thay vì thôi mình lên doanh thu đi, thay vì 50.000 một người đúng không ạ, chúng ta thay con số này bằng 70.000 và hãy xem kết quả nó thay đổi như thế nào. Cái phần ban đầu của mình là lỗ vốn, bây giờ chúng ta bắt đầu có lời rồi, và chúng ta có lời trong vòng 380 tháng. Phần tiếp theo hồi nãy là 600 mấy tháng đấy, bây giờ chúng ta là 27 tháng bắt đầu hoàn vốn, rồi 18 tháng, 11 tháng, 16 tháng đấy. Thì đại khái là mình sẽ cho các bạn thấy rằng có những cái biến số trong này, ví dụ doanh thu này, tiền thuê mặt bằng các bạn cũng có thể thay đổi này, tổng vốn đầu tư ban đầu cũng có thể thay đổi này đấy. Thì chỉ cần ba biến số này mà thay đổi thì nó đã thay đổi rất là nhiều trong cái kịch bản kinh doanh của mình rồi. Tuy nhiên mình cũng phải nhắc lại một lần nữa rằng đây là một cái file nó đơn giản nha, tại vì thậm chí là nếu như mà đây cái phần giá nguyên liệu của mình đơn giản, như là nếu như mà chúng ta gặp khó khăn về nguyên liệu đi đấy, chúng ta gặp khó khăn nguyên liệu đây, hoặc là nguyên liệu chúng ta vì vì một cách nào đó nó tăng giá, thì ngay lập tức là cái doanh thu của chúng ta nó sẽ khác đó. Và cái tỷ lệ mà mình dùng cho cái chi phí nguyên liệu của mình dùng nó sẽ khác, nó sẽ cao lên và nó sẽ thay đổi toàn bộ kịch bản của mình đấy. Thì đây là một cái bảng mà mình sử dụng để mình có thể hình dung. Thì mọi người thấy là mỗi một con số trong này đều là những cái kịch bản mà mình có thể thay đổi, và gần như là rất rất là hiếm khi mà chúng ta lên kế hoạch xong và trong thời gian vận hành mà toàn bộ kế hoạch chúng ta nó vẫn chính xác như vậy. Gần như là sẽ có cái gì đó nó sẽ xảy ra mà nó buộc chúng ta phải xem xét lại cái kế hoạch vận hành của mình. Thì mình muốn chia sẻ thêm là như thế. Bạn ok, cô họ bạn con chuột nằm ở nhà đây. Bạn Châu Đặng hỏi là nên dùng bao nhiêu phần trăm doanh thu cho phần marketing? Anh Phương có muốn góp ý câu này không anh Phương?
Ok, anh cũng chắc hơi bận rồi. Thì bây giờ như thế này, doanh thu cho marketing á, mình nghĩ nha, mình là tùy vào mô hình của các bạn ạ. Mình có một đôi khi là các bạn khi mà các bạn mở quán á, mình thường anh sẽ có một cái lời khuyên đầu tiên á, đó là các bạn tạm thời các bạn đừng, các bạn chưa nên làm branding, chưa nên làm trước đấy. Mình thấy rất là nhiều quán họ họ tập trung rất là nhiều cho cái phần branding của họ, rất là nhiều cho branding, và họ đổ chi phí cho branding rất là nhiều, nhưng mà thật ra cái giai đoạn đó là không cần thiết, chưa cần thiết đấy. Và phần trăm doanh thu cho marketing là nó tùy thuộc vào mô hình của các bạn mở quán càng cao cấp, càng chất lượng cao thì các bạn càng phải đổ nhiều vào và marketing, chứ nó không có một con số phần trăm fix cụ thể nào hết đấy. Bạn Điệp mình nãy kêu là chia sẻ file, thì cái file này mình có thể chia sẻ được, không sao cả, mình sẽ có một tệp để có một cái tệp file mà các bạn có thể tải xuống để sử dụng, và các bạn có thể modify, các bạn có thể tinh chỉnh nó phù hợp với từng cái quán của mình, cũng như là thay đổi các cái thông tin nếu như mà nó không có phù hợp với cái quán của các bạn. Rồi mình không biết là các bạn còn có muốn thắc mắc gì thêm để chia sẻ không ạ? Tôi có ý có một bạn hồi nãy có hỏi về các cái mô hình quán mà mình thích Hùng ơi. Ok. Có một cái mô hình quán mà các bạn có thể đúng rồi. Bạn bạn Trang Hoàng hỏi là mình chia sẻ một cái mô hình quán mà các bạn thấy thích và hiệu quả. Tạm thời thì hiện giờ mình có ba, tức là mình sẽ gộp các cái mô hình quán có ba ba loại như thế này. Đầu tiên là conceptual, tức là ở thôi phổ biến nhất đi, phổ biến nhất là các mô hình commercial, là các cái quán thương mại á. Thì commercial mình có thể nói là các cái mô hình mà nó ví dụ như là mình được nhượng quyền này từ Starbucks, từ Highland, từ AHA, từ Milano đấy, thì những cái mô hình thương mại như thế thì nó nhắm đến một tệp khách hàng rất là phổ thông đấy. Thì nói chung thì những mô hình như vậy nó tùy vào việc đó là các bạn tùy việc là các bạn nhắm tới cái đối tượng khách hàng nào. Nếu như mà các bạn xác định rằng mình bán tới mô hình phổ thông, khách hàng phổ thông, thì khách hàng phổ thông không yêu cầu quá gắt gao về về chất lượng sản phẩm, thì ok các bạn có thể cân nhắc đến cái mô hình commercial. Conceptual là một trong những mô hình mình ưa thích nhất. Tại vì sao, nó mang tính cá nhân rất là nhiều, và hầu hết những người mà làm conceptual, conceptual tức là cái mô hình nó sẽ mang tính cá nhân của từng chủ quán, và thường thì chủ quán á, khi mà họ quyết định là họ mở một cái mô hình kinh doanh theo định hướng conceptual, tức là có cái concept riêng biệt, có một cái chất riêng biệt của chủ quán trong cái quán cà phê đó. Đó thì thường họ sẽ hay đầu tư vào quán, đầu tư khá là nhiều vào thiết kế, và cũng đầu tư một cách gọi là tương đối nhiều vào vào chất lượng sản phẩm, bởi vì những khách những người mà muốn làm conceptual ít nhiều á, là họ đều sẽ có những cái gọi là các cá tính riêng khá là mạnh, và họ muốn khẳng định trong đó đấy. Tuy nhiên cái nhược điểm của conceptual này á, là vì hầu hết các bạn tổ chức conceptual, cái mô hình concept cái sổ đó, thì các bạn rất khó là các bạn bạn làm cho nó mở rộng hơn. Hầu hết các cái quán conceptual mình thấy cùng một chủ quán thì người ta chỉ mở được khoảng 3 quán, người nào giỏi lắm 45 ai giỏi lắm 4 tháng 4 quán là giỏi lắm rồi đấy. Họ không, tức là mình không thể nào mà mình mở trên quy mô lớn được đấy. Và cái mô hình tiếp theo là specialty, mô hình hướng tới cái chất lượng cao, rất là chú trọng vào các cái mô hình, rất là chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Thì đây là một trong những cái mô hình mà mình thấy rất là nặng, nó đòi hỏi rất là nhiều từ từ nguyên vật liệu chất lượng cao, từ thiết trang thiết bị máy móc, nhân viên cũng phải được training rất là kỹ càng, và không những thế là cả chủ quán cũng phải có những cái kiến thức khá là sâu về cái sản phẩm của mình đấy. Và đây là một trong những cái mô hình mà mình thấy hiện giờ người ta đang hướng tới. Tuy nhiên nó cũng rất là thử thách, bởi vì không dễ để mà các bạn mở một cái mô hình có một cái chi phí đó khá là cao như vậy. Chi phí người khá là cao, và cái tệp khách hàng của bạn nó cũng tương đối là hơi kén chọn.
Bởi vì khi mà các bạn mở specialty thì thật sự cái tệp khách hàng của bạn cũng phải rất là kén chọn, bởi vì họ uống mình hay nói khẩu vị của khách hàng, những người như thế càng lúc càng kén chọn, họ nó sẽ phát triển từng ngày đấy. Thì ưa thích nhất của mình thì vẫn là conceptual, ưa thích nhất thì mô hình conceptual. Còn hiệu quả thì công bằng mà nói, mình thấy nó phụ thuộc vào người vận hành nhiều hơn. Người vận hành nó làm đúng, thiết kế đúng, cũng như là kiểm soát các cái yếu tố chi phí đúng đắn thì nó sẽ có hiệu quả. Kể cả những cái mô hình specialty cũng vậy, nếu như mà họ lựa chọn đúng nơi để mở, đúng tệp khách hàng, họ quản lý nguyên vật liệu đúng, họ có cái phương án setup cũng như là thiết kế cái quy trình làm việc mình đúng đắn đấy, thì mới có hiệu quả. Và tương tự cũng mình cũng thấy rất là nhiều các quán cà phê đi nhượng quyền theo phương án thương mại ấy, commercial ấy, như là Milano này, Starbucks này, Highland này, cũng rất nhiều quán nhượng quyền xong được vài tháng đóng cửa, đúng không ạ? Thì thật ra không có một mô hình nào mà nó gọi là chắc chắn có hiệu quả hoặc là chắc chắn không có hiệu quả. Hiệu quả hay không thì mình vẫn nghĩ rằng là do người vận hành quyết định rất là nhiều, gần như là 90 tới 90 80 90% luôn. Specialty mà thấy hiệu quả, ở ngoài Hà Nội mình thấy có một vài quán nhất định, các bạn có thể tham khảo một cái quán tên là Habacuc. Sorry, mình không rành lắm địa chỉ, mình đến đó mình đi Grab mình cũng không chắc lắm cái địa chỉ nằm đâu, nhưng mà cái quán đó là một trong những quán có thật sự có nó rất người ta đi rất là mạnh, họ đi rất là mạnh về về specialty, các sản phẩm specialty đấy. Và thật ra thì specialty thì họ mang tính, mình thấy là specialty mang tính khá cá nhân khá là nhiều. Tất nhiên cái tên nó nói lên là specialty, tức là chúng ta sẽ nhắm rất là mạnh vào vào chất lượng cà phê. Conceptual và specialty khác nhau ở đâu? Ok, specialty đầu tiên mình sẽ nói specialty nhé. Specialty là dành cho, mình sẽ nói specialty ở đây thường là người ta sẽ nói là specialty coffee ấy. Tức là người ta sẽ nói là chúng ta sẽ đầu tư cực kỳ mạnh về cà phê. Menu của specialty gần như cực kỳ, đầu tiên nói điển hình này, specialty coffee, cái menu của một quán specialty coffee á, cái sự lựa chọn về cà phê gần như là độc tôn, và những món không phải cà phê nó rất là hạn chế. Ví dụ như có một quán specialty acid 8, tên là acid 8 ấy, thì họ từ menu của họ không nhiều, và cái món uống không phải cà phê chỉ có một món một, đúng không ạ? Tức là sự lựa chọn của khách hàng mà không uống cà phê gần như là không có, rất là hẹp hòi, rất là eo hẹp, sorry, rất là eo hẹp đấy. Còn conceptual thì nó vẫn hướng đến specialty, nhưng conceptual thì nó mang tính của chủ quán nhiều hơn, nó mang tính cá nhân của chủ quán nhiều hơn. Và tất nhiên là cái sự lựa chọn thì conceptual cho khách hàng cũng tương đối là rộng đấy, thì người ta sẽ có nhiều nhiều sự lựa chọn hơn trong menu, nhiều sự lựa chọn hơn trong menu cho các tệp khách hàng khác nhau, nhưng mà không quảng đại như là bên commercial đấy. Nó được. Bạn Lan Bùi có câu hỏi này, người mình thấy rất là sát sườn, mở quán ban đầu khách quay lại uống vài lần nhưng sau đó thì không thấy quay lại nữa. Tiếp tục có những khách hàng như vậy, trường hợp như em xử lý như thế nào? Chất lượng đồ uống cũng vậy, không có gì thay đổi ạ. Này thì việc đầu tiên là các bạn phải xem thử là cái tệp khách hàng quay lại đó, người ta có thật sự là người ta có uống cái cà phê của mình hay không. Thật ra thì cái này khá là khó nói ạ. Mình trước tiên là mình không biết nhiều về quán của bạn, không biết là mình có thể chia sẻ hơn một tí về quán không? Nếu mà quán của bạn ở trong Sài Gòn thì có lẽ là anh Phương anh sẽ rành hơn mình đang ở ngoài Hà Nội. Bạn Lan Anh Bùi có nghe mình không ạ? Đông Văn Phòng.
khu nào của bạn à? À, vâng, bạn Lan Anh có thể nói vào mic mà chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Dạ, quán của em là ở khu Đông Văn Phòng thì khách của em chủ yếu là khách văn phòng ở quanh đây, thì họ ăn ăn ở quán đối diện xong thì họ sẽ sang quán của em uống cà phê, thì khoảng 3 4 ngày liên tiếp họ sẽ cứ quay lại uống như thế và họ vẫn chỉ uống một đồ uống như vậy. Thế sau khoảng 3 4 ngày như thế họ khổ liên tục, sau một thời gian lại không, sau một thời gian thì em không thấy họ quay lại nữa, thì em đã không hiểu lý do vì sao. Cái khu mình là khu nào à, bạn Lan Anh nhỉ? Em ở khu Thành Công ạ. Hả? Em ở khu Thành Công, Thành Công. vòng chỗ đường Láng Hạ. Ok, đường Láng hả? Láng Hạ ạ. À, đầu tiên thì cái này thì thực ra thì đông văn phòng thì một một đầu tiên đó là tỷ lệ dùng đồ uống cà phê của, ý là mình cái tỷ lệ dùng đồ uống của cái team văn phòng ấy là họ dùng cái gì nhiều hơn? Họ chủ yếu là dùng cà phê nâu, đen, cà phê muối. Em đang muốn đẩy mạnh về cái mảng cà phê có nền espresso nhưng mà em vẫn chưa đẩy được. Thì trước mắt là khách hàng vẫn uống cà phê là hạt Việt Nam. Thì em thấy nâu đen thì cũng khá là phổ biến, thì người ta có quay lại uống nhưng mà sau vài hôm thì lại thấy mất tích, không thể xuất hiện nữa. Ok. Đầu tiên thì mình nghĩ thứ nhất là tiệm văn phòng là mình nhắm tới là thứ nhất là họ hay đi cái khu đó, các bạn với lại nhiều vân các bạn văn phòng đó là người ta có đi đi sao không? Không ạ. Quán của em thì ở trong ngõ, thì họ thường hay vào trong cái ngõ đấy để ăn 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 trưa, ăn sáng thì À cũng có vào nhưng mà lượng khách ăn sáng thì không đông lắm. vâng, ok, thế thì bây giờ trước tiên là như thế này nè, đầu tiên là bạn phải xác định là cái quán của bạn bán cái gì, bán cái gì, không phải là cái menu của mình nha, tức là cái menu của mình là một, bạn phải hiểu cái menu của mình đó là nó là cái phương tiện nó cung cấp những cái mà tệp văn phòng ấy muốn, và thật ra thì nó là một cái chất dẫn truyền thì cũng không sai. Tại vì đôi khi người văn phòng họ tới quán của bạn họ uống thì có rất là nhiều lý do, đôi khi là vì chỗ đó có không gian đẹp này, đôi khi là chỗ đó yên tĩnh này, đôi khi là chỗ đó đơn thuần chỉ vì gần chỗ họ làm họ tới họ uống tiện nhất đấy. Thì nếu như mà một trong những cái yếu tố ban đầu mà bạn 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 mang lại cho khách hàng nó không còn nữa thì đôi khi là họ sẽ không quay lại, đúng rồi. Nhưng mà trước tiên thì mình phải xem thử là ban đầu á, là họ thật sự đến họ uống vì cái gì trước đấy, đôi khi là uống cà phê nhưng mà vì họ đến là vì một một những thứ khác đấy. Chất lượng đồ uống của bạn mình thấy là nâu với đen, và team văn phòng thì mình nghĩ là ok, cà phê nâu, cà phê đen và một vài những loại trà đơn giản là những trà phổ biến á, là được rồi, ví dụ trà chanh, trà sữa rồi các kiểu đấy thì họ có thể quay lại là được rồi. Nhưng mà bây giờ á, là mình hỏi bạn một chút là mấy cái hôm mà khách mà không tới ấy, là những người đó là cái hôm đó thời tiết như thế nào? Những hôm đấy thì con thời tiết cũng mát mẻ nhưng mà em cũng không hiểu lý do vì sao có cả những khách là hàng xóm quanh đây có nguyên một tuần liền chị thường xuyên uống cà phê muối của em. Thế xong cái hôm cuối cùng chị uống, chị còn khen là cũng rất là ngon, ngon hơn cái hàng mà đợt trước chị hay uống. Thế nhưng mà từ sau hôm đấy thì em thấy chị mất tích, không thấy chị xuất hiện nữa. Còn khách văn phòng thì cũng có thể là có hôm họ ăn ở đây, có những hôm họ ăn ở chỗ khác thì họ không tiện qua đây. Tại vì một trong những điều mà mình để ý khách ở ngoài này là họ có một, thường thì khách ngoài này có một có cái tính mình gọi là gì ta, cái tính trung thành nó tương đối là cao, tức là khi mà bạn mở một quán ấy
mà nếu mà khách mà thật sự thích bạn là họ đến hoài luôn, họ họ sẽ không họ sẽ không đổi qua khác. Cũng tương tự nếu như bạn là một người chơi mới ở cái khu vực đó thì bạn phải xem thử là xung quanh đó là có những cái quán nào chưa đấy. Và đôi khi mà nếu như cái quán đó mà thật sự mà đã quen mặt với những cái tệp văn phòng cũ rồi ấy, thì khả năng là người ta tới chỗ bạn là người ta chỉ để người ta nếm thử hoặc là người ta uống cho biết thôi đấy, thì bạn phải tìm cách. Mình nghĩ là bạn có thể tìm cách thay đổi cơ cấu menu của mình một chút bằng cách mình bán takeaway. À đây đây đây, đúng rồi, ở trên này có một bạn nói cũng đúng ý mình. Bạn thấy bán takeaway hoặc là bạn delivery tận nhà, bạn ship tận nơi chẳng hạn đấy. Và một điều mà mình để ý, tại vì mình cũng đang vận hành một cái mô hình ở ngoài công viên gọi open air, thì mình cảm thấy là có những ngày rất là đẹp trời, nhưng mà mình phát hiện ra là những ngày nào mà nắng quá không có ai hết trơn á, nắng nóng mà người ta không đi ra ngoài đường mua luôn đấy. Thì mình có thể xem xét lại là đầu tiên á, chúng ta phải cân nhắc trước là đầu tiên là giá của mình. Người ta đến hai ba lần người ta phải xem thử là ok, họ muốn thử đồ uống mới hai ba lần đấy, nhưng mà nếu như mà giá cả mà nó không phù hợp với túi tiền của họ thì họ sẽ không quay lại. Vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai, đó là cái quán của mình đôi khi là nó, tức là nó bắt đầu, nó khi mà mình bắt đầu mình có nhiều khách hơn thì cái không gian ban đầu mà những người đầu tiên họ tới á, những người khách họ tới á, nó không còn như cũ nữa thì họ bắt đầu không quay lại đấy. Mình phải cân nhắc được cái vấn đề đó xem như thế nào. Còn đồ uống thì mình nghĩ là nếu như mà người ta đã uống của bạn rồi á, thì bạn có thể xem thử cập nhật những cái món nó trendy một chút, tại vì hơi khó, mình cũng không biết là cái mô hình của bạn là nó là như thế nào, nó commercial hay là nó mang tính conceptual. Alo, bạn Lan Anh nghe không ạ? Dạ, em nghe ạ, em cảm ơn anh ạ. Nhưng mà em Thật ra thì bạn Lan Anh cũng không cần phải cảm thấy buồn quá, vì khách hàng họ uống 3 hôm mà họ không quay lại đâu. Tại vì vấn đề chủ quán á, mình mở ra sẽ có khách hàng tới họ uống mấy hôm cái họ đi, cái vấn đề đó mình phải chấp nhận và đó vấn đề đó hoàn toàn bình thường đấy. Có những quán mở ra rất là đẹp, có những khách họ tới chỉ có một lần mà họ tới họ check in cái họ đi đấy, chúng ta phải chấp nhận vấn đề đó. Mình cứ tiếp tục là chúng ta sẽ có luôn luôn có phương án, đó là chúng ta tìm kiếm những cái tệp khách hàng nếu cần thiết, khách hàng mới nếu cần thiết. Với lại là Lan, bạn bạn Lan Anh để ý, ví dụ như là nếu như mà bạn muốn bán như thế đúng không ạ, cái tệp khách hàng đó mà nó không gây ảnh hưởng quá lớn tới vấn đề doanh thu của mình á, thì mình cứ bình tĩnh, mình cứ từ từ việc xong rồi mình tìm tiếp những cái tệp khách hàng tiếp theo mình có thể nhắm tới, hoặc là mình thay đổi cái cách mà mình gọi là mình mang lại cái điều mà khách hàng của bạn muốn ấy, thì có thể là người ta sẽ quay lại, hoặc là bạn sẽ có những cái tệp khách hàng mới đấy. Bạn có thể cân nhắc tới việc bán takeaway này hoặc là bán giao hàng tại nhà này. Thì nếu như mà thật sự đồ uống của bạn không có vấn đề gì, mà mình nghĩ là nếu như tại văn phòng thì đồ uống của bạn cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Đôi khi là vì sao quá người ta không tới, hoặc là nóng quá người ta không đi, thì bạn thử xem thử là bán đồ takeaway hoặc là bán delivery xem như thế nào. Rồi, ok rồi, thôi bây giờ cũng 12 giờ rồi, mọi người chắc cũng mệt rồi. Thế thì hôm nay mình cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian, bỏ chút thời gian để tham dự cái webinar ngày hôm nay của Hùng. Cảm ơn mọi người đã thực sự chia sẻ, cũng như là rất nhiều các anh chị ở đây chia sẻ rất là nhiều thứ mà mình Hùng cũng thấy rất là vui, bởi vì các bạn, những điều các bạn nghĩ thật sự chính xác những gì Hùng nghĩ luôn đó. Thì mong là mình sẽ có cơ hội để gặp lại nhau nhiều nữa trong các webinar khác. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thank you anh Phương.